súng là bông súng, lục bình là lục bình, không đang xen nhau. Ghe xuồng tấp vào nơi thuận tiện để bứt về ăn. Bông súng cộng nhỏ nên cũng khó bán ngoài chợ. Trong làng chưa ai phát hiện ra cặp tình nhân này. Chỉ là một người đi đánh cá nhìn thấy, nhưng cũng không rảnh đâu mà dòm ngó. Người đàn ông đó, ông 600, sau khi thả câu xong, ngồi thư thái hút thuốc nhìn lên. Bao giờ cũng gặp đôi nam nữ ấy, họ đang ngồi lặng lẽ bên nhau. Người thanh niên choàng tay qua vai thiếu nữ, đầu cô gái ngã lên vai chàng trai suốt mấy tiếng đồng hồ. Những ngư dân khác đã đánh bắt xong cá, xếp giỏ ý ới gọi nhau để quay về, mà ông vẫn nhìn thấy họ trong tư thế ban đầu không thay đổi. Dần dà, ông còn phát hiện ra một việc kỳ lạ nữa. Đó là dù cho trời nổi gió lớn, hàng cây bần và trăm bầu cặp bờ sông chao nghiêng, gió thổi lồng lộng bốn bên, mà mái tóc dài buông xõa của cô gái không bị thóc tung lên, vẫn nằm yên ngoan ngoãn, trải dài trên thân người như nghiêng qua một bên của cô. Có đêm do hiếu kỳ, ông 600 bơi ghe đến thật gần để cố nhìn cho rõ. Vì sao đêm nào họ cũng ngồi đây mà không về nhà? Hay là một cặp gian phu dâm phụ? Không đúng. Nếu họ đến với nhau vì xác thịt, thì việc gì cứ ngồi im ỉm suốt đêm trắng như vậy chứ? Một điều lạ nữa cứ làm cho ông 6 thắc mắc hoài nghi, không tin vào mắt mình. Là từ xa, ông nhìn rất rõ hai người mặc đồ màu gì. Và cả tháng trời, ngày nào cũng chỉ bộ đồ đó thôi. Chỉ là ông không nhìn rõ mặt, dù chàng trai hướng ra sông, còn cô gái hơi nghiêng về phía người tình. Cả mái tóc dài đứng trân trong gió, ông cũng nhìn ra, mà sau càng bơi gần, thì hình ảnh ấy càng mờ. Có bận, hiếu kỳ quá, ông chống ghe lướt qua đám lục bình bông súng để đến sát bờ nhìn cho rõ, thì nơi đó chỉ thấp thoáng hai bóng người, không còn rõ ràng như trước. Và khi ông quét đèn pin ngang qua, thì hình ảnh đó giống như khói sương ẩn hiện. Ông 6 dụi mắt 3-4 lần, càng dụi càng mờ dần. Ông thản thốt nghĩ trong đầu, chẳng lẽ mình gặp ma rồi sao? Trên đời làm gì có ma chứ? Ông đã sống nơi đây trên 60 năm, hàng đêm mưu sinh trên con sông tàn dù này, chưa bao giờ có hiện tượng ma quái xảy ra. Vậy hai người này là ai? Ông nhất định phải khám phá cho bằng được. Ông 6 nổi tiếng gan góc nhất trong mười mấy ngư dân mưu sinh chung quanh đây. Ông đô con, thân hình vạm vỡ, tiếng nói sang sảng, bộc lộ rõ tính cách của một chính nhân quân tử. Sinh thời, ông là giáo viên, nhưng đồng lương bao cấp không đủ nuôi sống vợ và ba con. Nên ông nghỉ việc, hàng đêm đánh bắt cá tôm tuyến sông tàn dù. Ông 6 có một biệt tài là phục hồi ảnh chân dung. Ai có nhu cầu phục hồi ảnh trong giấy căn cước cũ hay chứng minh nhân dân bây giờ để làm ảnh thờ cho người đã khuất mà không có ảnh mới thì đến nhờ ông. Ông bỏ ra một buổi vẽ lại là giống y chang. Ông làm vậy chỉ để giúp người thôi chứ không nhận tiền công của ai, cùng lắm là nhận gói trà, vài bánh thuốc sơn lọc. Ông bị nghiện thuốc lúc đi dạy. Chính vì vậy mà trong nhà ông có treo đủ hình cha má, anh chị em của ông do chính ông vẽ lại bằng trí nhớ của mình. Ông vẽ căn nhà cũ của cha má, ảnh cả gia đình sum họp, cảnh các anh chị em đứng cạnh cha má để chụp hình. Bức họa của ông sống động, nhìn y chang như ảnh chụp. Thời còn trẻ, bà cũng phải lặn lội chợ sáng chợ chiều kiếm chút tiền cùng chồng nuôi con ăn học. Nay mấy đứa con ông đã có nghề nghiệp, cũng yên bề gia thất. Ông bà ở với thằng Út Phi, năm nay 16 tuổi, đang học lớp 10. Kinh tế cũng đã ổn định rồi, nên việc đánh bắt cá tôm theo thói quen nửa đời người đối với ông là niềm vui không thể thiếu. Chiều đến, cho xuồng ra bãi sông, tụ hợp các bạn già lại với nhau, uống trà đàm đạo. Có khi trúng đậm, họ bày tiệc trên bến sông đường về nhà, lai rai, dài xị, ca cải lương,
không kèn trống gì. Cuộc sống vậy thôi, nhưng không đơn điệu và buồn chán. Thường thì ông đi một mình, chỉ mỗi tối thứ bảy là có thằng Út Phi theo cha chơi. Đêm nay cũng thứ bảy, ông không muốn nó nhìn thấy cảnh tượng đó, nên kêu nó ở nhà giữ nhà, rủ bà Sáu theo cùng. Ông kể cho bà nghe những điều mình nhìn thấy và chờ phản ứng của bà. Bà Sáu nheo nheo mắt, sống với ông nhiều năm, bà biết ông không tin vào chuyện ma quỷ, nên đi đâu cũng hiền ngang không sợ sệt. Bà thì khác, bà tin trên đời có ma. Chính mắt bà chứng kiến người ta gọi hồn từ một xác phàm của cô gái. Cô gái ngoài đời có giọng nói trong trẻo ngọt ngào, nhưng khi dòng đàn ông nhập vào thì tiếng nói ồm ồm rãng rãng y chang người đó lúc còn sống, nên người nhà nhận ra ngay. Bà tin trên đời có những quan hồn dương vấn đâu đó, tuy rằng chưa từng gặp bao giờ. Và vì chưa từng gặp nên bà cũng không sợ. Bà luôn nhủ lòng mình sống đàng hoàng bình thường, không xúc phạm ai, không ở ác với ai thì ma quỷ hay thần thánh cũng sẽ chẳng tác động đến mình. Nghe ông kể, bà tin chắc rằng đó là hai hồn ma chết oan uổng, nên vong linh không siêu thoát, chờ có người giải oan cho mình, nên đêm đêm mới hiện về. Dù động lòng trắc ẩn, nhưng thật tâm bà cũng không muốn ông dính líu tới những vấn đề liên quan về tâm linh. Bà ngại ngùng hỏi ông: "Vậy chứ ông muốn nói gì? Bà nghĩ đó là người hay là ma?" "Người hay là ma thì sao, liên quan gì tới ông?" "Để coi, nếu như chỉ có một mình tôi thấy thì có thể đó là ma. Có thể họ hoàng quất cái gì đó muốn giải bày hay chăng?" Bà Sáu lạnh mình, nếu tay ông mà can. "Trời ơi ông ơi, tiếp xúc với người coi âm á, sẽ làm mình giảm tuổi thọ đó." Nhưng ông Sáu thì cương quyết: "Bỏ láp tầm sạp, sống trên đời nếu như nhìn thấy cảnh trái tài gài mắt thì nhất định phải can thiệp. Bà ở với tụi mấy chục năm á, mà bà chưa hiểu tính tụi sao?" "Trời ơi, trái tài gài mắt cái gì? Người ta chết rồi thì để cho người ta yên đi, bùi móc nguyên nhân này nọ làm gì, có lợi ích gì? Chỉ vướng vào những phiền phức không tránh khỏi thôi." "Vậy là bà không hiểu rồi. Trên bầu trời không để lại dấu vết của chim, nhưng nó đã từng bay qua, có nghĩa là dấu họ đã chết đi, nhưng rõ ràng họ đã từng sống. Sống ở đâu, sống như thế nào và chết ra sao, đó là chuyện của thế gian. Sinh lão bệnh tử cũng xảy ra bình thường, không ngày nào là không có. Kẻ đến thì cũng phải có người đi, đó là quy luật của tạo hóa. Nhưng nếu họ chết hoàn uổng mà để kẻ thủ ác nhỡ nhơ ngoài dòng pháp luật, coi sao được bà?" "Ông thì làm được gì?" "Tất nhiên bây giờ tôi cũng không làm được gì, nhưng mà nếu hai người này cần tôi giúp gì được thì tôi sẵn sàng." "Ông ngoan cố quá nè. Nhưng mà nói thiệt với ông á, ông gặp họ rồi thì đừng có ngủ chung với tôi đó. Lỡ nửa đêm nửa hôm ông tưởng tôi là ma thì chết tôi luôn á." Ông Sáu Trăm không nói gì, mắt đăm chiêu nhìn ra bờ sông, nơi ông đã thấy hai người trai gái ngồi bất động ở đó ngày này qua ngày khác. Ông muốn để coi bà có thấy như ông hay không. Chạng vạng khi mặt trời khuất hẳn sau hàng trăm bầu, trời vẫn còn sáng lung linh nhờ hằng hà sa số vì sao. Ông Sáu bắt đầu thả lưới, bà Sáu châm dầu vào chiếc đèn bão treo trước mui ghe, rồi ngồi xếp gối nhìn ông thao tác. Xong xuôi đâu đó, ông hướng mắt về chỗ đôi thanh niên nam nữ đó, muốn chỉ cho bà xem. Lạ thay, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày ông không thấy họ. Hay là họ không muốn cho bà biết về mình? Nhưng họ là người hay ma? Bà Sáu nhìn ông mà mắc cười. Rõ ràng là ông đã tự nhát mình. Ma đâu mà ma. Câu nói này là câu nói cửa miệng của ông. Hôm nay lại chính ông cho rằng ma đã xuất hiện.
bà Sáu ung dung bỏ màn xuống, chui vào nằm, nói giọng ra. Thôi, coi nghỉ chút đi, chờ nước rồng rồi cuốn lưới ông ơi, bớt lo chuyện bao đồng đi. Ông Sáu ngồi bần thần, tiện tay kéo hộp thuốc rê lại vấn một điếu, rồi châm lửa, rít một hơi dài. Ông chống chế. Chắc là tại bà đang bóng vía nên đó, họ không cho bà thấy đó. Bà Sáu cười ngất. Thì cho là tôi đang bóng vía, không thấy, thì ít ra ông cũng thấy chứ. Chắc ông ngồi một mình đó, rồi qua mắt tưởng tượng ra, giống như nhìn lên mây, thấy hình con rồng con phụng vậy thôi à. Đêm đó, ông Sáu không thấy gì khác nữa. Chiều hôm sau, ông cũng quên bẵng đi chuyện đó. Rồi đến khi thả lưới xong, một mình ngồi buồn, rít một hơi thuốc. Ông ngước nhìn lên phía bờ sông, thì trời ơi, cặp tình nhân như tượng đá, tưởng chừng đã được tạo hóa tạc lên, sừng sững ngồi đó từ lúc nào. Lần này, ông Sáu nghiêm túc hơn, trầm tĩnh ngó chăm chăm vào hai người họ. Bỗng nhiên, ông nhận ra rõ ràng đôi mắt u uẩn và buồn sâu thẳm của chàng trai đang nhìn ông tha thiết, như có nhiều điều muốn nói. Tâm trạng ông Sáu rối bời, cũng không hiểu được mình đang hiếu kỳ hay đang lo sợ, rồi buộc miệng cất tiếng. Chào chú em. Người thanh niên giương cánh tay ra phía trước, xòe ra rồi nắm lại như muốn chào ông. Bỗng dưng, ông hiểu ngụ ý của cậu ta là muốn trò chuyện bằng tay. Có thể hồn ma không nói chuyện được chăng? Ông lại hỏi tiếp. Chú em có chuyện gì muốn nói với tôi à? Bàn tay nắm lại như cái gật đầu. Ông tiếp tục. Chú đã chết rồi sao? Bàn tay nắm lại, đưa lên và mở ra khi để tay xuống. Ông Sáu cảm thấy thích thú với cách trả lời này. Chết hoàng ức à? Bàn tay đưa lên, nắm chặt lại. Tuy xa, nhưng ông cũng nhận ra nó đang run run. Chắc là tức giận lắm. Cô gái này cũng chết luôn rồi sao? Biểu hiện có sự đồng ý. Vậy chú em muốn tôi giúp gì cho chú? Nếu làm được, tôi sẽ không có từ chối đâu. Bàn tay nắm lại, mở ra, nắm lại nhiều lần, rồi cả thân hình chàng trai xoay người về phía sau, đưa tay chỉ vào phía trong làng, nơi có người sinh sống, rồi quay sang nhìn ông Sáu. Ông hỏi. Chú muốn tụi giàu đó điều tra phải không? Bàn tay nắm lại, ông Sáu nhíu mày. Nhưng tôi có biết chú tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu mà điều tra? Chàng trai chỉ vào cô gái, chỉ xuống chân cô, chỉ vào ngực mình, rồi lại chỉ vào ngôi làng. Ông Sáu hiểu cô gái này có vấn đề về đôi chân, hiểu rằng hai người đã chết oan ức. Còn những điều gì chàng trai muốn ông biết thêm khi vào làng, thì hiện giờ ông cũng mù tịt. Nhưng để có hướng đi rõ ràng, ông lại hỏi. Cô ấy có vấn đề về đôi chân phải không? Bàn tay nắm lại rồi chỉ vào hai chân của cô. Ông Sáu hiểu ngụ ý muốn nói là đúng. Ông hỏi thêm. Cô cậu bị người ta giết hay sao? Khuôn mặt chàng trai cau lại, thở hắt ra. Bàn tay nắm lại. Ông Sáu quảng kinh thốt lên. Cả hai đừng bị giết hết à? Bàn tay nắm lại. Hung thủ vẫn chưa bắt được phải không? Bàn tay lại nắm lại. Có nghĩa là công an không biết hung thủ là ai, nhưng mà ít ra cô cậu cũng phải biết là ai đã giết mình chứ. Bàn tay xòe ra, lắc qua lắc lại. Ông Sáu từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhíu mày hỏi tiếp. Ngay cả người bị hại cũng không biết ai đã hại mình, thì chú kêu tôi điều tra làm sao đây?
công an nghiệp vụ như vậy mà còn không điều tra được, thì hỏi tôi tài cán gì chứ. Chàng trai xua tay lia lịa, cứ chỉ hoài dạy hướng vào làng như gian này, vừa thôi thúc ông Sáu. Bản tính hiếu kỳ và lòng trắc ẩn đã khiến ông Sáu gật đầu. Được rồi, ngày mai tôi sẽ vô làng dò hỏi về người thanh niên mặc áo sơ mi sọc caro màu xanh đậm và người phụ nữ có tật ở chân, xem chuyện gì đã xảy ra với họ được chưa. Hồng Ma chàng trai lần này gật đầu lia lịa. Anh ta đỡ cô gái ngồi dậy và cả hai cùng cúi đầu xuống như tạ ơn. Trời đêm êm ả, bỗng có một tia chớp bất thường lóe lên, rọi rõ hai khuôn mặt của hai người. Không hiểu sao chỉ thoáng qua thôi, ông Sáu đã nhìn ra rõ và khắc ghi hình ảnh đó vào đầu. Hôm sau, ông lặng lẽ họa lại hai khuôn mặt đó trên giấy và tô màu y hệt ảnh chụp. Ông hài lòng với tác phẩm của mình. Ông đã quyết định rồi, sẽ thu xếp công chuyện để ngày mai vào làng một chuyến. Cái làng này ông cũng không lạ lùng gì, tuy rằng ít khi nào tới đây ngoài dịp Tết, vì ông có bà cô già ở cùng cháu nội. Hàng năm chỉ một hai lần ông đến để biếu bà chút cá tươi và tiền. Bà là người duy nhất còn lại của bên nội ông, nay đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Làng là tên gọi của thời trước, bây giờ đã kêu bằng xã rồi. Xã này lấy tên con sông lớn nối liền hai ba xã đổ thẳng ra biển, xã Tàn Dù. Nói là làm, ông kể cho bà nghe ý định của mình. Biết không can ngăn được chồng, bà Sáu chỉ lầm bầm mấy câu rồi thôi. Ông Sáu rủ thêm ông Hai Cấn đi cùng. Ông Hai cũng thuộc người lo chuyện bao đồng như ông, nên khi nghe kể, vừa hiếu kỳ, vừa thấy bất bình, cần phải đưa sự thật ra ánh sáng, nên vui vẻ nhận lời đi cùng ông. Hai người đàn ông hăm hở chở nhau trên chiếc Honda cũ kỹ, dấn thân vào nơi nguy hiểm trùng trùng để bảo vệ nhau, và nhất là bảo vệ cho những bất công không lường trước. Đầu tiên, hai ông tìm đến ủy ban xã Tàn Dù, đưa hai tấm chân dung cho trưởng công an phụ trách hộ tịch xem, hỏi có biết họ không. Công an đó đưa đến cho anh Nguyễn Văn Vệ, công an hình sự. Tất nhiên ông Sáu hiểu, đã là công an thì không bao giờ tin có chuyện ma quỷ thánh thần, nên cũng không nói gì thêm. Vệ nhìn hai người ở xã khác đến, tò mò hạch hỏi, nhưng ông Sáu đã rào trước. Thì đồng chí cứ việc cho chúng tôi biết họ có sống ở đây không là được rồi. Đồng chí cũng nên tin rằng chúng tôi không có động cơ lệch lạc gì. Nếu có, tôi có thể hỏi dân chúng, việc gì phải tìm đến chính quyền chứ. Vệ nhìn lại bức hình lần nữa, rồi đưa cho một anh công an viên phụ trách khu vực nơi cô gái sống. Cầm tấm hình nhìn sơ qua, rồi trả lại cho ông Sáu. Người con gái ở đây, còn tên thanh niên này thì không có. Nhưng sao hai chú có tấm hình này vậy? Ai vẽ hay sao? Ông Sáu nói dối ngon ơ. Là một người bạn nhờ tôi tìm gia đình cô gái này. Hình như họ muốn cưới cô ấy làm dâu cho con trai mình. Là cậu nhỏ trong tấm ảnh này nè. Họ muốn tôi đưa cho gia đình nhìn mặt, coi có vừa ý không. Vậy là chú không may rồi. Nghe nói cô ấy đã đi theo thằng con trai nào cách đây mấy tháng rồi. Gia đình có đến công an khai báo nữa. Có điều này cũng lạ nha. Cô này tên Ngọc, có đứa em gái tên Ngà. Hồi năm 6 tuổi gì đó cổ bị sốt bại liệt, nên từ đó ngồi xe lăn luôn. Tuy vậy cũng được học hành tới đến lớp 12, sau đó thì nghỉ. Cô Ngọc được cái là khéo tay, thiêu thùa nổi tiếng, nên cũng có thu nhập từ công việc này. Chú nghĩ coi, ngồi xe lăn thì đi theo trai kiểu gì? Suốt ngày ở nhà, có đi đâu mà quen biết trai? Cho dù cổ có quen trên mạng với ai đi nữa, thì dễ gì có người nào bằng lòng chấp nhận dắt theo cô vợ què quặt như vậy chứ. Công an không có điều tra nguyên nhân à? Điều tra gì khi mà gia đình đã nhất định là cô ấy đã bỏ đi? Bổn phận của tụi cháu là chỉ ghi nhận thông tin. Còn chuyện tìm người, nhà họ nói để tự khi nào cậu muốn về thì về.
họ không có nhu cầu tìm kiếm. Giả lại do cô Ngọc cam tâm tình nguyện, chứ đâu phải ai ép buộc cổ đâu. Ông Sáu mang máng nghĩ ra điều gì đó. Chẳng lẽ gia đình không hề biết cô Ngọc đã chết rồi sao? Chẳng lẽ có gì khuất tất khiến cha mẹ cô ấy giận, cho là cô đã hư đốn đi theo tiếng gọi của tình yêu. Và thanh niên muốn ông tìm ra sự thật là người ở đâu, quan hệ chi với cô gái mà hằng đêm ôm cô ấy trong tay, vẫn không có động tĩnh gì. Ông hỏi nhà cửa của Ngọc. Công an chỉ đi hết con đường này, qua cái chợ nhỏ sẽ vào ấp 4. Chạy một nỗi nữa, gặp cây bàn thật lớn ngay đầu hẻm, có bảng tổ 8. Quẹo vào chừng 100 mét phía bên tay phải có căn nhà tường, trước cửa trồng một hàng cây hoàng hậu đang mùa trổ hoa vàng rực. Đó là nhà ông Tư Chiến, cha của hai chị em cô Ngọc Ngà. Có địa chỉ miệng rõ ràng rồi, hai ông đi theo hướng dẫn của công an tới chợ nhỏ. Đúng là chợ nhỏ thật, lác đác vài người bán hàng bày ra trên một cái vừng sàn. Người bán đu đủ, người bán mướp, đậu que, đậu đũa, khổ qua, đậu bắp, rau củ, mỗi thứ một ít. Chợ cũng thương người mua. Ông Sáu mua một ít cam để đến nhà Ngọc làm quà ra mắt. Bỗng ông chú ý đến một cô gái có mái tóc dài mượt, đang cúi xuống lựa mua một mớ hành lá. Mái tóc ấn tượng che khuôn mặt nhìn nghiêng trong tư thế đứng của cô gái, làm cho ông chợt rùng mình. Tưởng tượng đến nét nghiêng nghiêng bất động của cô gái trong vòng tay cậu thanh niên trên triền sông. Ông chú ý quan sát cô gái cho đến lúc cô đứng dậy. Ông muốn ngã người khi nhận ra khuôn mặt cô ta giống y hệt bức chân dung mà ông đã phác họa. Định thần một chút, khi cô gái lên xe đạp chạy đi, thì ông cũng hối ông Hai Cấn chạy theo. Ông nói với Hai Cấn phát hiện của mình. Ông Hai cười trấn an. Có gì đâu mà hoảng hả anh? Không phải cô Ngọc còn một cô em gái tên Ngà gì đó sao? Chị em sinh đôi cũng không giống nhau như vậy đâu. Hay là cô Ngọc cố ý dắt mình về nhà? Anh nghĩ chị cho phức tạp gì? Lát nữa sẽ biết ngay thôi. Lời qua tiếng lại, cô gái đã dừng chân trước ngôi nhà có mấy cây hoàng hậu đang trổ hoa vàng rực. Khi cô khuất dạng, thì hai người đàn ông liều lĩnh tiến lại gọi to. Chủ nhà ơi, cho tôi hỏi thăm. Cô gái ban nãy ra mở cổng, cũng bộ đồ đó, cũng dáng dấp đó, nhưng khuôn mặt chỉ tựa tựa Ngọc thôi. Hai người xác định đây mới đúng là Ngà, em gái của Ngọc. Sao ban nãy nhìn y chang như Ngọc là sao? Hai bác kiếm ai? Kiếm ông Tư Chiến là ba của cô Ngọc. Ba mẹ con không có ở nhà, chừng trưa mới về. Nhưng sao hai bác biết chị Ngọc của con? Cô Ngọc nhờ bác tới gặp ba mẹ con á, để trình bày giúp có một chuyện. Đôi mắt Ngà chớp chớp liên tục. Cô lao tới nắm tay ông Sáu. Bác gặp chị Ngọc con rồi hả? Hiện chị ấy đang ở đâu? Có phải đi chung với anh Tùng không? Thái độ của Ngà làm cho ông Sáu thấy an tâm. Vậy là gia đình chưa ai biết cô Ngọc đã chết. Nếu biết được điều này, hai đấng sinh thành liệu có chịu nổi hay không? Ông cố tình câu giờ. Ông để cho hai bác quay lại gặp ba con rồi nói luôn. Bây giờ bác lại nhà thăm bà Út Cao ở gần đây thôi. Con biết nhà bà Út chứ? Dạ biết. Bà Út ở chung với chú Bảy Trang. Đúng rồi đó. Thôi vậy hai bác đi đây, rồi sẽ ghé lại gặp ba mẹ con ha. Chị con có nhắn nhủ gì về không bác? Có chứ. Nhưng mà để gặp ba mẹ con đi, rồi bác nói luôn. Trước khi nổ máy xe, chú Hai Cấn nhìn thấy nét mặt bần thần của Ngà, cảm thấy tội nghiệp. Nếu như cô gái biết chị mình đã chết thì có chịu nổi không? Nhà chỉ có hai chị em, tình cảm chắc là sâu nặng lắm. Chú nghĩ cậu em đẹp hơn lại lành lặn, nếu cậu Tùng nào đó chọn, sao không chọn Ngà mà lại chọn Ngọc chứ? Vậy là
là túi cam lại trở thành quà tặng cho bà Út. Lâu không gặp cháu ruột, bà mừng rỡ kéo lại hỏi han đủ thứ chuyện, hối con dâu nấu cơm cho ông Sáu và chú Hai ăn. Bảy Trạng khoảng 50 tuổi, đang cút dở dòng khoai sau nhà, và vợ chú cũng lu bu cắt từng đoạn khoai để trồng, nên nói với má là chưa tới giờ cơm. Hai anh chịu khó ngồi chơi uống trà với má, để thím cắt xong đóng ngọn lan này đã. Canh lúc vắng người, bà cụ hỏi ông: Sao à, bữa nay ông bay đột xuất tới thăm tao, mà không phải ngày lễ lộc gì hết vậy chăm? Vì còn có dịp đi ngang qua đây, nên sẵn tiện ghé thăm cô luôn, chứ bộ lễ lộc gì mới được hay sao? Chuyện gì ở đây vậy bây? Cô à, cô biết nhà ông Tư Chiến không? Con được người ta nhờ cây gặp ông Tư Chiến để hỏi thăm về cô Ngọc. Ồ, con Ngọc bại liệt cầu xe lăn đó hả? Ông nó bỏ nhà đi mấy tháng nay rồi. Ở đây người ta đồn nó bỏ nhà theo trai. Ồ, xong mà mày nghĩ coi, nó theo ai được chứ? Giò cắn vậy tối ngày ở nhà thiêu đàn. Ôi, nó làm vậy cũng có tiền lắm á. Con nhỏ đàng hoàng, hiền hậu ghê ha. Nó mà không tật nguyền hen, người ta bưng đi lâu rồi á. Ai nói nó theo trai chứ tao không có tin đâu. Ba mẹ nó quả quyết nói nó theo trai, vì túm áo quần đi sạch rồi. Mà nó đi bằng cách nào á bay? Hầu âu nó ngồi xe lăn à, đi là phải có người đó. Nó hẹn hò rồi nào? Chẳng lẽ thằng đó đưa nó ra ngoài không ai hay biết hay sao? Thời buổi này ai mà ngu dắt theo cô gái có thật đi trốn chứ? Tự thân còn Ngọc cũng phải biết đi như vậy là liều mạng, là không có đường về hay sao? Ôi giời, ai nói gì nói tao cũng không tin đâu. Cô có gặp Ngọc lần nào không cô? Ôi giời, Hà Trâm à, đây nè, cái áo len tao đường mặc à, cũng là nó móc trò đó. Nó khéo tài nhất ở đây à. Nó tật nguyền nhưng mà vui vẻ lạc quan lắm ngàn. Không có cái vô bỏ nhà theo tiếng gọi của tình yêu đâu. Ông Sáu phì cười. Bà cô quả thật già mà không phong kiến, sử dụng ngôn từ của tuổi trẻ. Mà cô Ngọc đó có bạn bè gì không Út? Thì chắc cũng phải có chứ. Thỉnh thoảng à, nó cũng ra ngoài mua chỉ len, mua nốt về đàn áo tra quy cho người ta. Mà cái nhà đó cũng thoải mái lắm mà ngang mày. Thường thì con em đẩy chị nó đi. Hôm nào bận thì nhờ thằng Thiềm. Thằng Thiềm này bị câm điếc bẩm sinh. Dù vậy nhưng mà nó coi cũng được lắm mà, cao ráo sáng sủa. Nó ở với má nó ngày sát mé sông Tàn Dù á. Má nó người ở đâu tới không biết, vác cái bông bầu rồi đá rớt ở đó, nên người ta thương cất cho cái tròi để mẹ con bắt ốc hái rào nuôi nhau. Thằng Thiệm ngày một lớn, không có nói năng hay nghe ngóng được chuyện gì hết. Thì ra vì hồi mới sanh, má nó không có vệ sinh cho thằng nhỏ, cho nên nó bị thối lỗ tai, nghe không được, nên đâu có nói được đâu. Có điều hiếu thảo lắm nha mày, mà lại giỏi nữa. Hồi ôi, ai mướn gì cũng làm hết á. Rồi thì cũng cất được cho má nó cái nhà tôm tất à. Nó có thương ai không? Vụ này thì tao chỉ nghe phong phanh chứ không rành. Ôi xong mà đều thời bố này á, con gái hay xe xô đô đòi, ai mà chịu cái thằng cầm điếc nghèo khổ bây ơi. Nó lầm lũi ngày này qua ngày khác. Sao vậy? Nhà thằng Tư Chiến mướn nó đẩy con Ngọc đi chợ, vì biết nó không dám về con Ngọc. Mà con Ngọc thì chắc cũng không ai thèm về à. Nói tới đó, bà Út chợt buồn ngang, giọng bà trầm xuống. Nhưng mà nghe người ta đồn, đồn rùm beng hả, là thằng Thiêm nó thương con Ngọc mới chết ra chứ. Có khi nó cũng đẩy con Ngọc về nhà nó chơi. Má nó nấu cơm cho con Ngọc ăn nữa đó mày. Nhưng mà nhìn thái độ của hai đứa thì không có giống bộ bên ăn ngang. Vậy sau khi cô Ngọc mất tích,
Âu thằng Thiềm còn ở đây không? Không ở đây thì ở đâu? Má nó ở đây mà. Âu có điều nó buồn lắm. Ai cũng nói nó ốm hết mất mấy ký luôn à. Chắc thương thầm con người ta rồi. Vậy con Ngọc đi đâu ta? Ai là người cuối cùng gặp cổ? Cổ muốn ra khỏi nhà phải có người đưa đi chứ. Thì bởi đó là vấn đề người ta đem ra bàn tán đó. Thằng Thêm thì không phải rồi. Mấy bữa đó má nó bệnh nằm bệnh viện. Nó theo nuôi ai cũng biết. Rồi nghe cậu ta đồn vậy nè. Con nhà kể với bạn nó là con Ngọc có quen thằng nào tên Tùng. Ở trên Facebook phê biết cái gì đó. Hứa hẹn yêu đương. Rồi cái thằng Tùng mò tới nhà. Bị ba má nó cấm cản. Sợ làm khổ con Ngọc. Chắc vậy nên hai đứa lén dắt nhau đi chứ gì. Nói nghe không có lý đâu cô ơi. Thằng Tùng đó đâu có dạy gì. Dắt theo đứa con gái khiếm khuyết đôi chân để bỏ trốn chứ. Cô Ngọc cũng không dám liều mạng vậy đâu. Bất quá họ đưa nhau ra ngoài mướn nhà sống chung. Chú làm gì có chuyện bỏ nhà đi biệt xứ. Thì đó, tao cũng đâu có tin đâu. Rồi sau chuyện đó, cả nhà không ai đi tìm cô Ngọc về sao? Ba nó dậy chết luôn á, chứ không đi tìm vậy. Bà nó giận dữ lắm. Nó cậy bà nó đi. Thứ con gái hư tật nguyền á, mà không an phận. Có con nhà nó khóc dữ thần mấy bữa. Ôi sao tội nghiệp ghê á bầy. Cô Nga có bạn trai chưa? Có cái thằng Triền đeo đeo mấy năm nay đó. Mà con Nga khi xoắn khi buồn. Hôm rồi nghe nói giờ tính đám cưới. Mà tự nhiên định lợi tới nay á, chắc xảy ra vô con Ngọc nên chưa có tính được. Bà Út bỗng cười xoa. Ôi trời ơi, mẹ ơi, hôm nay tao ăn trúng giống gì á, mà nhiều chuyện dữ thần hả? Toàn nói chuyện nhà người ta không à. Ủa, nhưng mày cũng biết từ kiến mà chăm. Còn biết chú ấy khi gặp ở nhà cô, chứ đâu có biết gì về chú nữa. Nhà cửa ở đâu con cũng không biết. Giờ mày sân xả ở đây hỏi chuyện con Ngọc à, chắc con buồn vui à. Cô tin con đi, con biết cách nói mà. Ông Sáu Trâm và ông Hai Cấn đưa mắt nhìn nhau. Trong bữa cơm, Thím Bảy Tràng nghe chuyện của Ngọc, phát biểu vậy. Lời đồn đó mà, kẻ nói vậy với người nói khác. Không ai tin con Ngọc bỏ nhà theo trai đâu. Cái xóm có một bụm, thằng Tùng nào đó nó tới, thì chắc ai cũng phải nhìn thấy chứ. Nhưng có ai nhìn thấy đâu. Nghe nói thằng đó tới nhà, thì Tư Chiến đuổi đi, thì cũng chỉ là nghe nói thôi. Mấy cái vụ này thằng Thiềm nó rành lắm nè. Nhưng mà nó đâu có nói ra được. Có khi con Ngọc bị tai nạn gì mất xác cũng không chừng. Ông Sáu giật mình, nhìn Thiếm Bảy lơm lơm mà hỏi lại. Sao Thiếm nghĩ vậy? Nếu đó là sự thật, sao gia đình Tương Chiến bịch chân như vậy được? Thì tôi độ vậy thôi. Chứ con Ngọc nó đàng hoàng, khùng hay sao mà đi theo người lạ. Tức cái mình là tại sao nhà họ không đi kiếm con nhỏ về. Bởi vì nếu con Ngọc mà bỏ đi thì thế nào cũng viết thư để lợi chứ. Bảy Tràng xen vô. Mà thôi, chuyện nhà của người ta mình nói ra nói vô cũng không lợi ích gì đâu. Không khéo họ chửi cho tắt bếp luôn đó. Thấy cũng qua đầu giờ chiều rồi, ông Sáu và ông Hai Cấn xin phép bà Út về để đến nhà Tư Chiến. Đã nghe Ngà nói lại mục đích của Sáu Trâm tới tìm mình để hỏi chuyện của Ngọc, nên thái độ của ông Tư cũng không được nồng nàn. Tuy nhiên là chủ nhà, nên cũng buộc lòng phải tỏ ra đãi bôi, mời hai ông vào, tự tay rót hai ly trà cho khách. Bà Tư cũng ngồi đó, Ngà đứng cạnh bên lắng nghe. Ông Tư hỏi. Nghe sắp nhỏ nơi anh kiếm tôi, có chuyện gì hả anh Sáu? Ông Sáu điềm đạm giới thiệu ông Hai Cấn, xong rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cô Ngọc nhờ tôi tới cho chú Thím hay. Nó bị người ta giết chết rồi.
Bà Tư đang bưng ly trà, thảng thốt làm rơi xuống bàn nước văng tung tóe. Ngà kinh khiếp lão đảo ngồi vịch xuống bộ dáng ngày đó. Ông Tư trố mắt thốt lên: Anh nói sao tôi không hiểu vậy anh Sáu? Ông Sáu đặt ly trà xuống bàn, nghiêm túc nhìn qua ba người một lượt, còn hai cấn lẳng lặng quan sát biểu cảm của từng người. Làm vậy hơn một tháng nay, đêm nào tôi cũng thấy một đôi nam nữ ngồi trên bờ sông. Ngay cái khóm lục bình và bông súng đàn nhau, chỗ đó dễ kiếm lắm. Ban đầu tôi cứ tưởng là đôi tình nhân hẹn hò, nhưng mà ngày này qua ngày lại tôi thấy hai người họ chỉ mặc độc nhất một bộ đồ, ngồi bất động chỗ. Tôi hiếu kỳ cho nên tôi hỏi, mới biết họ là hai quan hồn, không có siêu thoát gì bị chết quan. Sau đó họ nhờ tôi tới nói cho anh hay chuyện này, để tìm hung thủ đã giết họ, bắt chúng phải chịu sự chế tài của pháp luật, thì đó mới đi đầu thai được. Tới đây rồi nghe người ta đồn sùm, họ nói nó bỏ nhà theo trai. Ai nói sao kệ họ, còn anh chị là cha mẹ, chẳng lẽ không hiểu con mình hay sao? Mắt ông Tư trao lại, có vẻ như không tin những lời ông Sáu nói. Bà Tư thì nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng. Sao nó không về báo mộng cho tôi? Nó linh thiêng là phải cho tôi biết cái quân nào đã sát hại nó chứ. Tôi chắc định lội nó ra pháp luật. Nếu những người ta mà không xử, thì chính tay tôi sẽ xử. Còn tôi sinh ra lành lặn rồi bị tật nguyền đã bất hạnh lắm rồi. Tuy vậy mà nó vẫn lạc quan vui vẻ, sống cuộc đời tàn tật của mình. Tụ oán gì với con nhỏ mà vẫn đâm giết người giấu xác chứ? Ông Tư thì bình tĩnh hơn, hạch hỏi ông Sáu: Anh nói nó hiện ra cùng với một thanh niên, vậy thằng đó là thằng nào anh có biết không? Ông Sáu mở cặp, lấy tấm chân dung của chàng trai ra. Ông bà Tư châu đầu lại nhìn, tỏ vẻ không hề quen biết. Ngà nhóm người lên ngó vào, mặt thất sắc: Con biết anh này. Ông Tư quay sang Ngà, giọng nói lạnh tanh: Là thằng nào, làm gì, ở đâu? Là cái anh quen với chị hai trên Facebook đó. Chị hay khoe với con hoài luôn đó. Con chỉ nghe chị nói ảnh làm gì ở đâu ở Tuốt Mỹ, Cà Mau á. Ảnh quen chị hai, nhưng con cũng không rõ anh biết chị hai què hay không. Thấy hai người nói chuyện á, nhìn mặt hoài. Mà lúc đó thì chị hai ngồi trên giường, cái mình phủ cái đôi chân teo tớp của chị lại không à. Ông hai cấn buộc miệng hỏi: Là cái người tên Tùng phải không? Dạ đúng rồi đó bác. Sao nghe người ta nói câu Tùng mà tới nhà tìm cô Ngọc bị anh Tư chửi đuổi đi? Họ đồn bậy thôi. Tôi có gặp thằng đó hồi nào mà đuổi. Câu Tùng đó cũng chết luôn rồi. Bà Tư rùng mình một cái rồi lại khóc, miệng lẩm bẩm: Vậy là hai đứa nó thực sự đi chung với nhau rồi. Ngà tiến lại gần hỏi: Bác gặp chị con, vậy chị có nói ai giết chị, xác chôn ở đâu không bác? Không hề nói một câu, cứ đưa tay ra giấu thôi. Ý họ muốn bác vô làng tìm hiểu, rồi báo với ba mẹ con làm sao tìm được xác họ và bắt được kẻ giết người. Kẻ giết người là ai? Chị không nói sao mình tìm được bác? Thì nhiệm vụ của bác tới đây thôi, chuyển tin cho cô Ngọc là xong trách nhiệm rồi. Ngay lúc đó, có tiếng ồn ào ngoài lộ. Một đám con nít theo chân mấy ông công an đi rầm rập ngang nhà Tư Chiến. Tụi nó la nhoi trời: Đi coi đầu người! Trời ơi, có hai cái đầu người bị đóng cọc kiệm xuống bãi sinh kìa! Tất cả mọi người trong nhà nhốn nháo đứng dậy. Tư Chiến dục dã: Đi coi sao đi hai anh. Gà, ở nhà giữ nhà nghe con. Bà cùng đi luôn đi, coi phải đầu con mình không. Ngà mặt mày xám xịt dãy nảy: Con cũng đi luôn, lỡ như chị hai thiệt, má sẽ chịu không nổi, phải có con đi mới được.
Vậy là hai cấn dắt xe vô nhà ông Tư, Ngà khóa cửa. Năm người cùng theo chân đám đông tiến vào bãi sình, nơi mà ông Sáu hàng đêm nhìn thấy đôi nam nữ chết oang khuất. Ông Sáu ráng hỏi thêm bà Tư một câu: Ngọc mất tích bao lâu rồi thím Tư? 5 ngày nữa là 100 ngày đó anh. Ông Sáu thấy rợn người, một luồng hơi nóng chạy rần rần trong cơ thể. Tự nhiên ông tin rằng hôm nay biết ông đến đây, không sớm một ngày, không trễ một ngày, Tùng và Ngọc đã theo chân ông để đem sự thật phơi bày ra ánh sáng. Hiện trường lúc ấy đã đông người từ đâu kéo đến chật cả bờ sông. Người ta phát hiện ra hai cái đầu bị đóng cọc xuyên từ cổ tới đỉnh bằng một thanh sắt nhọn ghim dưới sát đáy bụng. Hai cái đầu ghim chung một cây, nhìn thật kinh khủng. Đúng là thủ đoạn ra tay hết sức man rợ. Công an và một bác sĩ pháp y cởi quần dài ra, cùng lội xuống bãi sình. Một phóng viên của huyện cầm máy ghi hình. Toàn bộ quá trình được anh thu vào ống kính. Người phát hiện là một thanh niên ở ấp Tàn Dù. Thấy ở đây lục bình và bông súng chằng chịt đang xen, nên cố tình kéo về một mớ để thả trong ao cá của mình và mé mương, cho nó nảy nở, trộn với thức ăn của heo. Không ngờ chỉ kéo một chút mà lôi theo cả chùm cọng súng quấn lấy nhau. Anh dùng sức càng kéo càng dướng, cuối cùng lôi lên được cây cọc sắt. Trên đó xuyên thủng hai cái đầu người, mất hết tóc tai và thịt vì ngâm dưới nước. Nhưng nhìn là biết của một nam một nữ. Nhận định ban đầu, pháp y cho rằng nạn nhân nam chết vì cú đánh từ phía sau khiến hộp sọ bị bể. Cú đánh rất mạnh nên chết trong tích tắc. Sau một hồi lùng sục, công an vớt được một số tóc còn vướng trong bụi súng, dài ngắn có đủ. Họ lấy đem về để xét nghiệm ADN, tìm ra tung tích nạn nhân. Lại một chuyện ly kỳ nữa xảy ra liền sau đó. Kiệm, thằng bé chừng 19 tuổi, nổi tiếng bắt rắn độc ở vùng này. Nó nhìn thấy con rắn hổ mang chui vào hai tảng đá, sức hai người mới khiêng nổi. Rình mò một hồi, Kiệm phát hiện ra cái hang rắn. Nó dùng xà beng và cuốc đào bới. Rắn hổ mang là loại rắn độc, nhưng rất nên thuốc. Mỗi lần bắt được một con, Kiệm đem bán cho chú chợt trên chợ huyện, kiếm được bạc triệu. Mà cái hang này theo đánh giá của nó thì ít nhất cũng phải 2 con trở lên. Cho nên Kiệm tích cực đào bới. Ngờ đâu, đào càng sâu thì cứ thấy ánh sáng vàng chóe phía dưới. Kiệm khoái chí nghĩ rằng mình đào trúng ổ vàng rồi, nên tích cực đào miết. Cuối cùng, nó phát hiện ra 2 đôi giày, một của người nam, một của bé gái còn nhỏ xíu. Kiệm nghĩ, chẳng lẽ người ta chôn đồ vật gì ở đây sao? Nghĩ vậy, nó càng đào hăng hơn. Sâu khoảng 3 mét, nó phát hiện ra 2 cặp chân của một nam và một nữ. Đôi chân nhỏ xíu như của em bé và đã bốc mùi hôi thối không thể đến gần. Kiệm la toáng lên. Vậy là tích tắc, công an và pháp y đã có mặt cùng đám người hiếu kỳ. Nhanh chóng xác định đây là chân của Ngọc, vì nó teo tóp bé tí. Bà Tư Chiến rú lên một tiếng thảm khóc rồi ngã quỵ trên tay Ngà. Ông Tư đến gần, run rẩy nhìn Ngà, miệng lắp bắp: Ai mà đối xử với con tôi như vậy chứ? Và thằng này là thằng nào? Tại sao lại chết chung với con Ngọc? Ngà mặt mày xanh chành, run rẩy kinh hãi không khác chi bà Tư Chiến. Đúng lúc đó, Thiềm dẹt đám đông bước ra, miệng ú ớ như muốn nói điều gì nhưng không nói được. Anh ta ngồi bệt xuống đất, khóc như một đứa trẻ. Hai cấn đưa mắt nhìn chung quanh xem có phát hiện ra gì không, thì chỉ thấy ai nấy đều kinh hoàng trước quang cảnh này. Bằng nghiệp vụ của công an, họ thu thập và đưa những tang chứng về đồn cảnh sát. Bác sĩ pháp y kết luận: Sơ bộ có thể nhận định đây là chân của hai cái đầu này. Vậy thân mình và tay thì ở đâu? Thù oán gì đến nỗi người ta đã chết rồi
mà lại phân xác ra từng mảnh, giấu mỗi thứ một nơi như vậy. Ai đó lên tiếng. Chắc là muốn mọi người không biết nạn nhân là ai chứ gì. Thủ đoạn ác quá, bắt được phải tử hình mới đáng tội. Thế rồi ông Sáu, ông Hai và ông Tư bị mời về đồn công an để giúp đỡ điều tra. Họ muốn biết vì sao hôm nay hai ông đến đây hỏi về cô Ngọc và Tùng, rồi lại dở lẽ ra cả đống vấn đề như vậy. Ông Sáu thành thật trình bày không giấu giếm gì. Ông cũng nói rõ là hai Cấn nghe lời ông rủ rê rồi đi cùng, chứ không liên quan gì đến vụ này. Công an và bác sĩ nửa tin nửa ngờ, vì tư cách họ không thể tin vào những điều bí ẩn như hồn ma bóng quế. Nhưng sự thật trơ ra trước mắt, phải giải thích làm sao. Ông Tư thì quả quyết là chưa từng gặp qua tên con trai chết cùng với Ngọc. Ông tin nó bỏ nhà theo trai, vì quần áo cũng được nó dọn đi hết rồi. Theo ông, Ngọc là đứa con gái ngoan, nhưng luôn thèm khát tình yêu. Việc lén lút có bạn trai rồi bỏ trốn đi theo nhân tình, đối với ông không có gì là bất ngờ. Ông cũng muốn để nó tự do thời gian, kiếm đứa con sau này hữu hỷ, vì người tật nguyền như nó cũng khó có chồng. Nếu ông bà chết đi, Ngọc sẽ là gánh nặng của Ngà. Chưa chắc chồng Ngà đồng ý cưu mang người chị tật nguyền. Chỉ bằng nó có con của nó, nên ông không làm rùm lên là vậy. Và nếu như Ngọc bị thằng kia hất hủi thì quay về, ông sẽ sẵn sàng mở rộng vòng tay đón cô, vì đó là máu thịt của ông mà. Chuyện Ngọc bị sát hại hoàn toàn ông không nghĩ ra. Mà tại sao cô bị sát hại dã man như vậy? Kẻ nào đã mất hết nhân tính mà phân xác con ông ra từng mảnh vụn? Ông Tư năn nỉ chính quyền tìm cho ra hung thủ để trị tội, không thì con gái ông chết oan ức tội nghiệp biết bao. Công an vệ nhìn ông Sáu. Nếu như chú đã gặp họ rồi, nếu như họ nhờ chú tới tìm hiểu nguyên nhân, thì chắc họ sẽ còn gặp chú nữa. Vậy chú hỏi giùm xem, họ có thù oán gì với ai không? Có nghi ngờ ai đã ra tay với họ không? Tôi có hỏi rồi, nhưng cái cậu Tùng đó nói không nhìn thấy thủ phạm. Có thể vì đánh lén phía sau mà. Nhưng nếu là hồn ma thì tại sao không biết được nhỉ? Vấn đề là vẫn còn lại hai cặp tay và hai thân mình. Phải tích cực tìm cho ra để trả về cho hai người đó nguyên vẹn thân xác. Chú nhớ nói lại với họ điều này, nếu đó là sự thật nghe chú. Bây giờ thì mọi người về đi, để lại số điện thoại, có gì chúng tôi sẽ gọi đến để hỗ trợ điều tra. Ra khỏi đồn công an rồi, ông Hai Cấn nói với ông Sáu. Tự nhiên tôi linh cảm vào thủ phạm hôm nay có mặt đó anh. Tôi thấy một thằng đứng từ xa nhìn lom lom mà không sắp lại gần. Khi công an lôi cặp giò của nạn nhân lên thì cái mặt nó tái đi rồi bỏ về. Sao chú không kêu chỉ tôi vẽ lại cái mặt của nó cho cô Ngọc coi có quen không? Về đi rồi tôi tả tỉ mỉ cho anh vẽ. Hồi nãy tôi ngó nó kỹ lắm. Ông Hai Cấn chợt hỏi. Anh có nghi ngờ thằng Câm không? Thằng Câm nó có chứng cứ ngoại phạm mà. Với lại hồi nãy chú thấy nó khóc thề thảm không? Tôi độ nó thương con Ngọc dữ lắm mà. Thì tại nó thương nên nó ghen. Thấy con này quen với người khác, đầu óc nó chậm chạp, đâu có biết suy nghĩ như người ta, nên nó giết thằng Tùng. Con Ngọc thấy nó mới sợ quá giết luôn con Ngọc, rồi chặt xác phi tang. Không có cơ sở. Nếu vậy sao nó đau lòng quá đổi chứ. Má nó nằm viện, nó ở đó suốt, làm gì có thời gian về giết người. Nghe nói khi nó về thì con Ngọc mất tích mấy ngày rồi. Giờ chỉ tìm ra ai đó đẩy con Ngọc ra ngoài là biết ngay thôi. Ôi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thắng thôi. Vụ việc tưởng chìm xuồng, nay có chút manh mối khả quan rồi. Để tối nay tôi hỏi hai người họ coi sao. Chắc chắn họ đã dùng rủi cho chuyện xảy ra đúng ngày hôm nay đó chú ơi. Bãi sinh giấu hai cái đầu ngay chỗ hai người ngồi dòm ra. Chắc họ ngồi canh hai cái đầu của họ đó. Ôi, nhưng mà họ có cho tôi nhìn thấy không? Sợ như hôm rồi có chị Sáu cái họ lặn mất tiêu đó. Chắc là họ ngại bà tôi sợ. Còn chú thì cũng đã cùng tôi tham gia giúp họ rồi. Nếu họ linh thiêng sẽ hiện ra cho chúng ta gặp thôi. Thêm một người, thêm một ý mà chú.
Đâu vậy chứ, gặp ma thì tôi cũng ẩn ớn à anh ơi. Trời ơi, đàn ông mà sợ ma, ai coi cho. Với lại đây là những quan hồn tội nghiệp, cần mình đưa sự thật ra ánh sáng. Người hay ma cũng được cần giúp đỡ mà chú. Thì tôi nghe lời anh nè, tối nay tôi sẽ đi với anh. Chiều hôm đó, Hai Cấn tới nhà Sáu Châm để cùng đi thả lưới. Bà Sáu muốn hỏi thăm về chuyện đó lắm, nhưng không dám. Hổm rày ông Sáu cứ nôn nóng tìm ra sự thật về hai hồn ma đó, nên bà cũng sợ. Thôi để chuyện ngã ngủ, rồi hỏi luôn một lần cho tiện. Hai ông xuống ghe, thay vì thả lưới liền cho kịp con nước. Ông Sáu mang theo bút vẽ, sơn dầu, vẽ lại khuôn mặt của Thiềm, rồi vẽ theo sự miêu tả của ông Hai về khuôn mặt người mà ông tình nghi. Thành phẩm xong, ông Sáu nhìn thấy người này có vẻ quen quen mà không nhớ đã gặp ở đâu. Ông dự định sẽ đưa hai bức ảnh này cho cô Ngọc nhận mặt. Thả lưới xuống sông rồi, mặt trời mới khuất nên ông Sáu châm bình trà ngồi nhâm nhi với ông Hai. Ông chỉ về hướng bờ sông, nơi mà hồi sáng lôi ra hai cái đầu của nạn nhân, nói với ông Hai. Thì ra hai người họ ngồi đó để trông chừng hai cái đầu không cho nước cuốn đi, và sau lưng và chân của họ bị chôn giấu nơi đó. Hai cục đá dằn lên đó, phải sức của hai người mạnh dạn mới nhấc lên nổi. Trời bất dung gian nên rắn hổ mang mới làm hang chỗ đó, khiến xui cho thằng Tìm nhìn thấy mà đau lên. Từ đôi chân tay của họ cũng bị chôn giấu đầu đó không xa. Ông Hai gật gù tiếp lời. Còn cái mình, tôi nghĩ nó cột đá rồi quăng xuống sông quá anh. Giờ kêu thợ lặn xuống dưới mò, dám gặp lắm mà. Để một lát họ hiện lên đi, rồi hỏi thử coi. Nhưng đêm đó, hai hồn ma không hiện về như mong đợi của ông Sáu. Ông Hai thất vọng, cho rằng mình nặng bóng vía nên không thấy ma, chứ tin thì đã tin ông Sáu rồi. Ông Sáu tức mình lắm, tại sao lại nhờ vả ông đi tìm manh mối, mà giờ đến lúc ông báo cáo lại không xuất hiện là sao? Nghĩ mãi không thông, ông đứng trước mũi ghe, lớn tiếng gọi. Nè, chú Tùng, cô Ngọc, bộ hai người muốn trêu hai lão già này hay sao? Tiếng nói của ông vang dội trong màn đêm cô tịch. Một vài ghe thuyền nghe được, phần vì hiếu kỳ, phần vì lo lắng cho bạn thuyền của mình, nên lục đục bơi ghe tới. Hai ông già ngó lơm lơm lên mé sông. Bỗng Hai Cấn lạnh mình khi trên đó thấp thoáng ẩn hiện hai bóng người, một nam một nữ. Người nữ đứng trên đôi chân của mình, không có dấu hiệu gì của sự tật nguyền. Ông Hai vẫn chưa hoàn hồn thì thoát một cái, hai dòng đó đã bay xuống như chuyện thần thoại, rồi đáp trên bãi sình đã bị quần nát hồi xế chiều. Nếu không chứng kiến tận mắt mà nghe kể lại, ông Hai sẽ không bao giờ tin. Ông Sáu mừng rỡ, nói chuyện như nói với người bằng xương bằng thịt. Tôi đã tới nhà cô Ngọc rồi, gia đình cô Ngọc cũng đã biết chuyện cô mất luôn rồi, cũng đã tìm được đầu và chân hai người. Giờ công an đang tìm tay và thân nữa, rồi tiến hành điều tra vụ án. Cô cậu có gì bổ sung thêm hay không? Một giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo vang lên. Tụi con biết hết rồi chú Sáu à. Từ chạm vạng hôm nay, hai đứa con cũng đang truy tìm phần còn lại của thi thể mình. Vô vàn đội ơn hai chú đã cất công đi một chuyến. Có chuyện này cô Ngọc à, cho là chú Tùng bị đánh lén, nên không biết thủ phạm là ai đi. Nhưng cô thì phải biết ai đã giết mình chứ. Đúng như vậy đó chú Sáu. Nhưng xin chú cho con tạm thời khoan khai ra, để con tìm ra đủ thi thể mình với anh Tùng xong. Nếu họ không ra tự thú thì con sẽ nói với chú nghe chú. Có nói như vậy chắc là người quen rồi. Chú đừng suy đoán làm gì. Nếu như nghiệp vụ công an kém cỏi, không tìm ra thủ phạm, chú hãy gợi ý công an tìm, chứ đừng trực tiếp nhúng tay vào.
Con sợ hai chú gặp nguy hiểm thôi. Ừ, nhưng cô cũng nên cho tôi biết mấy điều. Là chú Tùng có phải là người yêu của cô không? Cô có hẹn hò với chú ở đó không? Và ai á là người đưa cô ra đó? Anh Tùng là người con quen trên mạng, từng nói chuyện, từng thấy nhau, nhưng chưa gặp nhau ở ngoài bao giờ. Tụi con hẹn nhau gặp mặt lần đầu. Đưa con đi là Ngà, em của con. Đến nơi rồi nói về. Nói lát nữa chờ anh Thiềm tới đón con. Nhưng con không chờ gặp được anh Tùng thì đã thành ra như thế này rồi. Ông Sáu sững người nhìn Tùng, vừa mở miệng định hỏi thì Tùng khoát tay. Hẹn chú lại tối mai. Bây giờ tụi con phải đi liền kéo không kịp. Việc tìm ra thủ phạm không quan trọng bằng tìm đầy đủ thi thể của chúng con. Có thi thể đầy đủ, tụi con mới siêu thoát được. Ngày mai hai chú sẽ biết tình. Đêm nay chúc chú Sáu trúng đầy ấp cá tôm nghe chú. Nói xong, không đợi cho ông Sáu trả lời, Tùng nắm tay Ngọc lướt trên bãi sình rồi tan biến vào không trung. Ông Hai mục kích từ đầu đến cuối. Khi hai dòng hồn biến mất rồi, ông lập cập nói với ông Sáu. Ừ, thú thiệt, anh đừng có cười. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ á, lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng này đó, xém đái trong quần rồi nè. Trời đất ơi, nó đứng trên bãi sình y như đứng trên nền gạch vậy ông nội ơi. Chú thấy nó có chân không? Đội thấy gì được mà thấy. Lục bình với lá bọng súng che khuất hết rồi. Ủa mà sao ngồi vậy anh? Một kiều mình thấy rõ ràng, người ta kéo dọn sạch sẽ ba cái đó mà. Sao giờ y chang như chú ai động tới vậy? Ừ hét, chú nói tôi mới để ý à. Mà chắc là tụi nó có manh mối gì về tay và mình của nó rồi, nên mới gấp vậy. Ừ, để tôi hỏi vài câu nữa là lòi ra hết cho coi. Ông Hai nhíu mày, suy nghĩ lung lắm, rồi vừa nói vừa lắc đầu. Chú có để ý cô Ngọc nói gì không? Cô nói là cô Nga được cố ra, rồi bó về kêu thằng Thiềm lát nữa tới đó. Vậy sao Nga không nói gì về việc này? Lẽ nào nó không chờ gặp mặt Tùng để xem thái độ anh ta đối với chị mình ra sao hay sao? Có thể nó thực hiện theo ý của cha nó. Từ Chiến muốn tác hợp cho Ngọc mà. Nghi là nghi thằng Thiềm á. Thằng Thiềm sẽ đi đón con Ngọc, thấy Tùng đẹp trai nó ganh ghét nên ra tay hạ sát chứ gì. Có giết thằng Tùng nó cũng không nỡ giết con Ngọc. Nhưng mà nếu không bịt đầu mối thì con Ngọc khai ra thì sao? Nói sao thì nói, tôi cũng nghi hai đứa đó nhiều nhất. Phải tìm cho ra động cơ giết người chú ơi. Tới lúc kéo lưới lên, ông Sáu thấy nặng trình trịch, bèn kêu ông Hai phụ. Mèn đét ơi, cá tôm đâu mà giống như dưới sông có bao nhiêu đều chui vào lưới của ông. Ông Sáu biết hai hồn ma đã phù hộ cho mình. Cao hứng, ông hú thêm vài bạn ghe nữa, rồi nhóm lò luộc một số tôm càng, bày rượu ra, cùng nhau sương sương dài xị. Bốn chiếc ghe ken vào nhau. Những ông già dày dặn gió sương nơi con sông tàn dù quen thuộc, cùng nhau đối ẩm, cùng nhau cất lên những tràng cười hào sảng. Hai ông không đề cập gì đến câu chuyện của Tùng và Ngọc, tránh cho những bạn già của mình mang nỗi sợ dù dơ. Hừng sáng, khi họ ai về ghe nấy, chuẩn bị giải tán, thì tiếng ghe máy ì ì chạy tới. Trên sông là ba chiếc cano và một thuyền máy. Sóng nước dập dờn, nhồi mấy chiếc ghe nhỏ muốn cuốn theo. Ông Sáu nhìn thấy vệ, trưởng công an xã Tàn Dù, biết có chuyện lớn rồi, ông hỏi giọng ra. Đi đâu mà rầm rộ vậy chú vậy? Vệ nhìn thấy ông Sáu, ra hiệu cho chiếc cano chậm lại, rồi hét lớn cho ông nghe. Tìm được thân nhân của hai người rồi chú. Có người báo là tấp vô miệng đáy một thân. Một thân người khác thấy trôi lềnh bềnh ở trên sông, nên ghim lại mé sông rồi. Ông Sáu rùng mình. Kẻ giết người này quá sức tàn nhẫn, không còn tính người nữa. Tại sao lại phân xác quăng mỗi nơi một món như vậy? Muốn qua mặt nhà chức trách hay sao? Thế mới biết lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng khó thoát. Người chết tức tuổi quan ức,
nhất định sẽ lôi kẻ thủ ác ra trừng trị. Qua chuyện này, mặc dù chưa ngã ngủ rõ ràng, nhưng ông tin nhân quả là có thật. Nếu hôm nay tìm ra luôn được tay của hai người họ, thì ông tin thủ phạm chẳng mấy chốc sẽ bị đưa ra ánh sáng và bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Hướng mắt về phía hai người thường ngồi, ông Sáu mỉm cười, nhẹ nói: Cố gắng lên hai cháu, không có sự thật nào được bưng bít mãi, rồi thì hai cháu sẽ được toại nguyện mà siêu thoát. Nếu có kiếp sau, hãy đầu thai vào một môi trường tốt, có cha mẹ thương yêu, có thân thể khỏe mạnh, mà sống có ích cho xã hội. Chú chỉ mong như vậy thôi. Rồi ông nhìn thấy hai người mỉm cười với mình, Tùng cúi đầu thành khẩn nói với ông Sáu: Tối nay hai chú trở lại đi, con có chuyện muốn thưa qua. Ông Sáu vẫy tay: Cảm ơn hai cháu về mé lưới đêm nay nghe. Dư âm của trận nhậu hôm qua làm hai ông già ngủ say như chết buổi sáng. Chuông điện thoại kêu âm ỉ mà không ai hay. Bà Sáu thì đi chợ bán cá, bà Hai quét sân vườn, cứ nghe điện thoại kêu từng chập nên chạy vào bắt máy nghe. Xong bà hết hồn hết vía, lay lay chân ông Hai: Ông ơi, vụ gì mà công an xã tàn dù kêu ông với ông Sáu lên xã phối hợp điều tra kia kìa? Hôm qua tới nay hai ông đi đâu và xảy ra chuyện gì vậy? Ông Hai tỉnh hẳn ngủ, bật dậy làm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi nói với bà: Tôi qua anh Sáu chút nghe, bà ở nhà đừng có lo lắng cái gì hết đó, chuyện tốt không phải chuyện xấu đâu. Dính tới công an á mà tốt cái gì ông, mình ở xã này liên quan gì đến xã Tàn Dụ? Để về á tôi kể cho bà nghe, giờ tôi đi liền để em thôi người ta trông. Ông Hai xách chiếc xe Honda cùi bắp của mình dòng riết tới nhà ông Sáu. Thì ra ông Sáu cũng đã bị chuông điện thoại đánh thức, cũng trong tư thế sẵn sàng chờ bà Sáu về để giao nhà rồi qua hú ông Hai. Bà Sáu về lắc đầu nhìn hai ông chở nhau đi. Lúc đó tầm 10 giờ trưa, vệ đón hai ông ở cửa, vừa gặp mặt đã hỏi liền: Có tin gì không hai chú? Đã tìm được đầy đủ thi thể của hai người rồi. Thì ra tay bị chôn ở cuối nguồn con sông, xa hiện trường giết người cả mấy cây số. Chỗ đó có một khoảng cỏ bị quần nát, đào lên thì tìm được tro của quần áo, bước đầu xác định là quần áo của cô Ngọc. Mà tối qua chú có gặp hai người họ không? Hỏi xong, vệ cười cười, mắt lộ vẻ ái ngại. Ai đời công an mà lại đi tin vào mấy chuyện ma quỷ và tìm hướng giải quyết vụ án vào những lời có vẻ quyển hoặc tâm linh. Lúc đó, một số người đi thẳng vào trong phòng, không nhìn hai người. Vệ khẽ khàng giới thiệu: Vụ giết người giả mang nên trên tỉnh tăng cường đội điều tra xuống. Chuyện hai chú gặp hồn ma không tiện trình bày với cấp trên, nên con chỉ biết hỏi hai chú thông tin để cung cấp thêm thôi. Tôi hiểu rồi, chắc chắn cậu Tùng và cô Ngọc linh thiêng nên xui khiến trong hai ngày mà đã tìm ra được hết thi thể. Chú có báo với gia đình anh Tư Chiến chưa? Lần nào ra hiện trường cũng có chú Tư đi cùng. Pháp y xác định cô Ngọc chết vì bị đâm từ phía sau bằng thanh sắt đầu tà chứ không nhọn, hung khí không tìm ra được. Còn chú có phát hiện gì không chú Sáu? Ông Sáu mím môi, suy nghĩ một lát rồi cất giọng nghiêm trọng: Vậy là đúng rồi. Cô Ngọc nói người đưa cổ ra gặp cậu Tùng là cô Nga. Cô Nga để cổ ở lại một mình, nói là lát nữa thằng Thiềm tới đó. Nhưng Ngọc không chờ được Tùng và bị ai giết từ phía sau, nên cũng không thấy hung thủ là ai. Chuyện cô Nga đưa Ngọc đi, sao chưa từng nghe cô ấy kể lại vậy à chú vậy? Ồ, phải ha. Ông Sáu lấy tấm hình mà ông Hai tả lại để ông phát quà cho vệ xem. Vệ kêu anh công an phụ trách ấp Tàn Dù đến để nhận diện. Vừa nhìn thấy, anh ta đã kêu lên: Hả? Thằng Triền đây mà. Ông Sáu thích thú hỏi lại: Thằng Triền bộ cô Ngà đó hả? Đúng rồi. Ồ, có manh mối rồi đây. Tôi đoán thế này có được không? Là có thể cô Ngà đã gặp Tùng rồi,
má bên ngoài của Tùng dễ nhìn nên cô Ngạ có phần lưu luyến. Triền bắt gặp nên ghen tuông mà giết người ta. Lúc đó Ngọc nhìn thấy nên hắn giết người bịt miệng luôn. Vậy còn Ngà thì sao? Có thể lúc đó Ngà đã về rồi. Cũng có thể Tùng từ chối Ngọc nên Triền mới nghĩ rằng Tùng thích Ngà. Hắn ta cố tình loại bỏ địch thủ. Nhưng một mình hắn cũng không phanh xác hai người rồi chia đi khắp nơi như vậy. Với lại hai tảng đá dặn hai cặp chân để rắn hổ mang vô làm hàng thì một mình hắn cũng không xê dịch được. Vậy ý chú là có đồng bọn à? Có thể nghĩ vậy. Tuy nhiên trước mắt là phải mời cô Ngà về để hỗ trợ điều tra. Hỏi lý do vì sao cô ta giấu nhẹm chuyện chính mình đẩy chị ra chỗ hẹn. Mời luôn thằng Triền. Hai chú ngồi đây chờ con chút. Con vào xin ý kiến cấp trên về việc thằng Triền. Còn Ngà thì phải tức tốc kêu người đi mời về liền. Nhưng công an chỉ triệu tập được Ngà. Còn Triền, công an viên đi về báo lại rằng sau khi hay tin trên công an có chân dung của mình, anh ta đã vội khăn gói trốn đi mất. Điều này gây bất ngờ cho đội điều tra. Ông Sáu chỉ mới đưa chân dung Triền ra cho vệ và vài công an viên xem. Ngoài ra chưa có ai biết. Thì bằng cách nào Triền hay mà bỏ trốn? Ngà vẫn một mực cho rằng cô chỉ đưa Ngọc tới chỗ hẹn với Tùng rồi về, không ở lại để gặp Tùng. Cô định ghé nhà Thiềm để nhờ anh một tiếng đồng hồ sau đến chỗ đó đón Ngọc. Nhưng Thiềm nuôi mẹ ở bệnh viện nên không gặp được. Trên đường về, Ngà gặp Thiềm về lấy đồ cho mẹ nên cô nhờ anh và được Thiềm đồng ý. Sau đó không thấy Ngọc về, Ngà tìm hỏi Thiềm để hỏi và Thiềm cho biết rằng khi anh đến đó thì không thấy ai nữa cả. Ngà đinh ninh rằng Tùng đã đưa Ngọc đi rồi, đúng với ý cha của cô nên cũng không hỏi nữa. Thấy có điều gì đó không khớp, vệ liền hỏi: vậy sao gia đình cô nói là Ngọc cuốn quần áo đi luôn? Khi cô đưa Ngọc đi thì thấy cô ấy có mang theo cái gì không? Có mang, nhưng chị nói với tôi là mang theo mấy cái áo len cho anh Tùng thôi. Tôi nghe sao để vậy nên cũng không hỏi đon ren gì thêm. Nhưng lại phát hiện quần áo của cô Ngọc bị đốt ở nơi chôn hai đôi tay của hai nạn nhân. Điều này là thế nào? Trời ơi, chuyện đó thì các anh phải điều tra chứ, sao lại hỏi tôi? Cô giải thích sao về chuyện cậu Triền bỏ trốn? Không liên quan tôi. Cũng khá lâu rồi tôi với ảnh không có gặp nhau. Sau khi chị Ngọc mất tích, ảnh có tới đặt vấn đề cưới hỏi. Nhưng mà gia đình tôi đang lúc rối ren như vậy mà cưới hỏi cái gì chứ? Tôi biểu khoan thì ảnh giận, ảnh không có tới lui mấy tháng nay luôn rồi. Còn nữa, Thiềm vốn câm điếc thì cô trao đổi với anh ta bằng cách nào? Ngà cười thích thú giải thích. Chị em tôi quen biết ảnh từ nhỏ đến lớn, nói chuyện với ảnh bằng tay bằng mắt là được. Mà ở đây ai cũng nói chuyện với ảnh kiểu như vậy đó. Nếu không thì sao ảnh tồn tại được chứ? Ừ, hợp lý. Vệ hỏi lại một lần nữa: chuyện mà chính cô đưa Ngọc đi, ba mẹ cô có biết không? Ban đầu thì không. Sau tôi có nói cho ba mẹ tôi nghe, mà tôi nói chẳng bao lâu thì chị tôi sẽ trồi đầu về thôi. Tôi cũng nghĩ vậy nên chẳng có lo lắng gì nhiều. Mà nếu như chị ấy và anh Tùng bị giết hết thì chiếc xe lăn đâu? Họ giấu chiếc xe ở đâu? Chắc cũng là chôn đâu đó thôi. Nhưng sát thủ quá tàn bạo, giết người xong lại phanh xác. Trên đời hiếm có kẻ máu lạnh như vậy. Bắt được hung thủ thì phải loại trừ hắn ra khỏi xã hội mới đúng với luật nhân quả. Ông Sáu và ông Hai ngồi gần đó chăm chú lắng nghe và quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Ngà. Hai ông không nhận ra điều gì bất thường cả. Tuy nhiên so với hôm Ngà hay tin về chị mình mất và hôm nay biết chị chết thảm khốc như vậy mà coi mọi Ngà cũng không thương tâm gì cho lắm, thì trong lòng hai ông đã đặt một dấu hỏi to đùng. Theo lời bà Út kể lại thì khi biết Ngọc trốn đi với Tùng, Ngà đã khóc suốt mấy ngày liền. Vậy tại sao hay tin Ngọc chết thì cô ta lại bình thường như nghe chuyện của người khác? Nếu tình cảm hai chị em gắn bó, thương yêu nhau, Ngà thật tâm muốn chị mình có đứa con để dưỡng già, thì chị gặp tai nạn như vậy, lẽ ra cô phải hết sức đau lòng,
chứ sao lại trả lời suông ống mọi câu hỏi của công an giống như đã được chuẩn bị từ trước vậy? Và tại sao khi công an vừa đến nhà mời Ngà thì Triền lại bỏ trốn? Tại sao Triền lại biết trên quỹ ban xã có chân dung phát quả của anh ta? Mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi. Ông Sáu đề nghị cho ông đi gặp Thiềm có sự chứng kiến của công an hoặc người nào đó uy tín. Vệ vội vã đồng ý và đi cùng với hai ông. Ông Sáu kêu vệ mang theo giấy viết để ông vẽ lại những gì mà Thiềm trình bày bằng thứ ngôn ngữ của mình. Nhà Thiềm cặp mé sông, cách cũng hơi xa khu dân cư. Nghe nói đây là đất của nhà nước, không thuộc sở hữu của ai. Là do mẹ Thiềm không biết từ đâu đến mà lại đẻ rớt Thiềm tại nơi đây. Có người phát hiện nên che cái liều mời mụ vườn về đỡ đẻ. Sau đó, chính quyền hô hào bà con cất cho mẹ con Thiềm cái chòi lá. Từ đó hai mẹ con định cư nơi này. Thiềm lớn lên theo mẹ làm đủ thứ việc, rồi cũng cất được cái nhà như hiện nay. Mẹ Thiềm, bà phụ thấy công an tới thì kiếp sợ, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Vệ thấy vậy bèn trấn an. Không có gì đâu cô, tụi con muốn hỏi thăm anh Thiềm vài việc thôi. Nhờ cô thuyết minh giùm câu hỏi và câu trả lời là được rồi. Vệ hỏi bà phụ, bà ra dấu với Thiềm, rồi trả lời vệ. Qua khai thác, mọi người biết hôm đó Thiềm về nhà để lấy thêm đồ. Thiềm đi về rồi trở lại bệnh viện kể cho bà nghe rằng có gặp Ngà. Ngà kêu đi đón Ngọc giùm. Thiềm đã tranh thủ đến nơi nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy chiếc xe lăn thường ngày Ngọc hay ngồi nằm lăn lóc bên cạnh, mà chiếc xe cũng bị hư hỏng nặng. Thiềm vội đưa xe về nhà cất để khi mẹ xuất viện sẽ đem trả lại cho Ngọc. Nhưng khi bà phụ từ bệnh viện về thì lại nghe nói Ngọc đã đi cùng ai khác rồi. Thiềm buồn lắm. Có lại nhà Ngọc nói dụ chiếc xe, nhưng chỉ gặp Ngà, và Ngà kêu cứ bỏ đi, Ngọc sẽ không về lại nữa đâu. Bà phụ cũng định nói gì cho mọi người biết, nhưng vì mới qua cơn bệnh nặng nên chân cẳng còn quá yếu, chưa đi ra ngoài được, mà nơi đây cũng ít người lui tới. Vừa nói xong, bà dắt vệ ra sau hè nhà nhìn xe. Vệ đánh giá là Thiềm đã dắt chiếc xe này về vì thanh sắt chống cái sườn xe đã bị rút đi. Rút bằng cách nào thì người đó phải có sức mạnh của thanh niên trai tráng mới làm được. Vậy bước đầu nghi Ngà giết chị là vô căn cứ, và rõ ràng rằng kẻ thủ ác đã dùng thanh sắt đó để đâm chết Ngọc từ phía sau với lực đâm mạnh bạo và dứt khoát. Tất cả những người đều tin lời bà phụ nói, nhất là nhìn thấy đôi mắt buồn như sương khói của Thiềm. Thiềm tuy rằng có thích Ngọc, nhưng anh sẽ không có lá gan giết người chặt xác như vậy. Và thời gian của Thiềm từ bệnh viện về nhà đến khi trở lại bệnh viện cũng không đủ để phi tang hai thi thể đưa đi rải rác khắp nơi. Nếu dùng phương pháp loại trừ thì có thể gạt Thiềm ra khỏi diện tình nghi. Thiềm tả tới đâu, ông Sáu phát quả tới đó. Thiềm nhìn hình và gật đầu lia lịa, miệng ú ớ như xác nhận. Anh múa may tay chỉ xuống chân, rồi bước từng bước. Ông Sáu vẽ dấu chân ra, rồi ra dấu kêu Thiềm chỉ hướng đi. Thiềm đưa tay sờ lên giấy, kéo lên tới một nơi mà theo xác minh thì bên dưới là một vũng hỗn độn của xác lá, rồi dừng lại. Vệ lập tức điện về đồn công an, cử người đến hiện trường. Chừng nửa tiếng lùng sục, phát hiện ra con dao và thanh sắt dùng làm hung khí được vứt bừa nơi đó, nhưng qua mấy tháng đã chìm sâu xuống đáy. Vậy chỉ còn có Triền. Mà tại sao Triền lại giết người? Chuyện của Tùng và Ngọc liên quan gì đến anh ta? Nhưng nếu không liên quan thì tại sao vừa nghe tin Ngà bị công an mời về đồn, hắn lại bỏ trốn? Điều này nhất định Ngà phải biết. Nhìn thái độ bình tĩnh của Ngà mà sao ông Sáu lại thấy có rất nhiều phần giả tạo trong đó? Một điều rất quan trọng nữa là tại sao Triền biết được trên đồn công an có chân dung của anh ta? Đội bộ chăng? Sau đó, vệ đến nhà của Triền, dắt theo ông Sáu và ông Hai. Anh biết điều này tất nhiên trên đồn công an không cho phép, nhưng anh cần sự quan sát của hai ông. Triền ở chung với mẹ vì ba đã mất cách đây mấy năm trước.
sau Triền còn hai đứa em nữa đều chưa có gia đình. Đứa em gái kế Triền sau khi thi tốt nghiệp phổ thông đã không thi đỗ vào đại học, nên còn trong giai đoạn ôn thi cho năm sau. Lại nổi tiếng xinh đẹp khắp vùng, ông bướm lập lờ, nhưng nó vẫn chưa chọn ai, một lòng theo đuổi con đường đổi đời bằng cách vào đại học. Nhà Triền nằm khuất sau hàng tre rậm ri rậm rịch, căn nhà tường mới toanh, chứng tỏ cuộc sống của họ cũng khá giả vững vàng. Hầu như mẹ Triền không hề hay biết gì về chuyện Tùng và Ngọc bị giết. Bà nói Triền xin phép về thăm ông bà nội ở Tuốt Cà Mau, vậy là đi. Khi Triền đi, bà có đưa cho anh ta một số tiền để cho cha má chồng, vì từ ngày ông mất đến nay, bà cũng chưa về thăm họ lần nào. Vậy hỏi, ngày 21 tháng 3 cách đây 3 tháng, Triền đi đâu, làm gì? Bà Hòa, mẹ Triền chau mày rồi lắc đầu. Nó đi lùng tùng lang thang mỗi ngày, tôi có biết nó đi đâu đâu mà nói. Nhớ không nổi đâu mấy chú ơi. Mà có chuyện gì hay sao? Vệ đánh phủ đầu. Ngày đó là ngày cô Ngọc con ông Tư Chiến và bạn trai của cổ bị người ta giết chết. Bà Hòa thẳng thốt kêu lên. Mẹn đét ơi, con Ngọc chết rồi sao? Con nhỏ tật nguyền hiền khô à, có gây thù oán với ai đâu á mà bị giết chứ. Bởi vậy, nhưng có người nhìn thấy hôm đó Triền có mặt ở hiện trường gây án. Không lý nào, thằng Triền không thể giết con Ngọc được. Nó sắp cưới con Ngà, mà Ngọc là chị ruột của Ngà, luôn ủng hộ nó, mắc gì á nó phải giết người ta. Thằng Triền dù gan dạ, dám đâm heo thuốc chó, nhưng mà giết người á là không bao giờ. Vậy bây giờ thêm điện thoại về nhà nội Triền, coi có nó ở đó không, kêu nó lập tức quay về liền, nếu không sẽ bị quy vào diện tình nghi. Thôi được rồi, để tôi gọi. Bà Hòa kêu lại gọi điện cho nội nó, hỏi về Trường, thì được biết Triền không hề tới chỗ đó. Bà thất sắc quíu lưỡi. Vậy nó đi đâu trời? Vệ nghiêm sắc mặt, nửa đùa nửa thật, nói với bà Hòa. Bằng mọi cách, thế phải kêu nó về cho được. Không thôi á, sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc. Thì lúc đó muốn tự thú cũng muộn màng nghe thím. Bà than khóc. Trời ơi, biết nó ở đâu mà kêu hả trời. Vệ và hai ông già tin bà Hòa nói thật. Tin bà không biết gì về chuyện này. Thậm chí cái chết của Ngọc được bên ngoài đồn đãi ầm ĩ mà bà cũng không hay, chứng tỏ người đàn bà này ít quan tâm đến chuyện thiên hạ. Dặn dò mấy câu nữa rồi mọi người ra về. Vệ nói với ông Sáu. Tối nay chú gặp họ rồi kể hết mọi chuyện cho họ nghe, hỏi họ có biện pháp gì không nghe chú. Ông Sáu gật đầu. Hai ông cùng về. Vừa tới cổng nhà, ngồi trên xe hai cấn, Vệ đã điện cho ông Sáu báo tin. Thằng Triền về nhà rồi chú, công an đang xuống giải nó lên. Nó giống như là đang bị ma ám vậy chú ơi. Nghe nói đôi mắt thất thần, quỳ lại năn nỉ người khuất mặt từ ngoài lộ về tới nhà. Vậy là chắc Tùng và Ngọc đã tìm ra nó rồi. Mới đi hôm qua mà bây giờ đã quay về với bộ dạng khác hẳn, làm sao hắn chú? Đó là luật nhân quả. Khi bắt đầu phạm tội thì phải biết bắt đầu đếm ngược thời gian tự do của mình mà thôi. Lối trời lồng lộng, tùy thừa nhưng khó thoát. Đêm đó, ông Hai lại theo ông Sáu ra sông. Ông Sáu quyết định không thả lưới, mà cố tình chờ đợi gặp Tùng và Ngọc. Nhưng thời gian còn nhiều quá, hoàng hôn hôm nay như dài thêm ra. Mặt sông dậy sóng một cách bất thường, như đồng lõa cho việc không muốn thả lưới của ông. Ông Sáu châm bình trà. Hai ông ngồi bó gối trước mũi ghe nhâm nhi. Ông Sáu cười nói với ông Hai. Hôm nay quyết định không thả lưới là đúng đắn rồi phải không chú Hai? Tôi đổ chắc là Tùng và Ngọc có chuyện gì đó muốn nói với mình á. Cơ bản vụ án có manh mối rồi. Tuy nhiên, tôi không hiểu sao
mà thằng Triền lại dính vô cái vụ này mới lạ. Tôi thì lại nghi có liên quan tới Ngà. Thôi, sáng chờ có khuất chút cho mặt trời lặn hẳn, mình hỏi hai người đó là được. Đúng như dự đoán của ông Sáu, khoảng 8 giờ tối, sớm hơn nhiều so với mọi hôm, đã thấy bóng Tùng và Ngọc trên triền sông. Cũng thoát một cái, hai người đã đứng chễm chệ trên bãi sình, cách ghe ông Sáu chừng chục thước. Hai ông già nhìn rõ hai khuôn mặt của Tùng và Ngọc. Dù rằng rất xanh xao, không có sức sống của một hồn ma, nhưng rõ ràng Tùng có khuôn mặt rất khôi ngô, tuấn tú, thân hình mực thước, dáng vẻ khỏe mạnh, chắc chắn lúc còn sống rất đẹp trai, dễ hấp hồn thiếu nữ. Có thể vì vậy mà Ngà sinh ra ghen tức với chị mình hay sao? Cũng không đúng, người như Tùng không dễ gì chọn người yêu như Ngọc. Chắc chắn là có gì khuất tất ở đây rồi. Ngọc thì khi hiện nguyên hình cũng được gọi là một cô gái đẹp, ngoài nước da tím tái của xác chết lâu ngày. Khuôn mặt cô đầy nét khả ái, mang đôi mắt to đen, buồn rười rượi. So với Tùng, sự buồn bã oán hận của Ngọc thể hiện rõ hơn, chân thật hơn. Biết hai ông già đang chờ mình để giải đáp những nghi vấn trong đầu, Tùng một tay đỡ lấy thân hình mảnh mai của Ngọc, tay kia đưa về phía hai ông, cất tiếng nhẹ như hơi gió. Cảm ơn hai chú đã giúp con và em Ngọc. Thật ra tụi con đã đường theo hai chú mà vào tận trong làng. Vì tụi con bị giết ngoài đồng không mong quạnh, nên không thể đến chỗ nhiều dương khí, chỉ có núp vào hai chú mới đến được nơi đông người. Nhờ vậy con đã biết ai là thủ phạm gây ra cái chết hoang uổng của chúng con. Nhờ hấp thụ chút dương khí mà hôm qua con đã nói chuyện được với chú, và hôm nay đích thân tìm kẻ thủ ác quay về đầu thú. Ông Sáu đổi cách xưng hô, nói với Tùng bằng giọng trìu mến. Là con Ngà và thằng Triền sau Tùng, chú đã nghĩ như vậy. Để con kể cho hai chú nghe sự thật ngoài sức tưởng tượng của chúng con. Hai ông già nhìn lồm lồm về phía đôi nhân tình đứng trên đám lục bình, mà bên dưới là bãi sình lầy. Hình ảnh ma quái như vậy mà sao trong lòng họ không mảy may thấy sợ hãi, ngược lại còn trào dâng một nỗi niềm thương cảm khó diễn tả bằng lời. Đêm tối hôm nay, dưới sông thì sóng nhồi chao đảo chiếc thuyền con. Trên bờ, gió lại thổi bần bật, làm nghiêng ngã những ngọn cây ven bờ sông, mà quần áo và tóc tai của hai quan hồn lại đứng trân như trong phòng kính, làm cho khung cảnh giống như ai đó đã lắp ghép hình ảnh có sẵn của hai người họ vào một nơi sống động, tạo thành một tác phẩm ma quái khiến bất cứ ai nhìn qua đều có cảm giác rợn người. Vì thời tiết như vậy nên trên sông chỉ còn có chiếc ghe của ông Sáu. Ông ở lại bởi có mục đích. Những người khác đã về hết vì không thể đánh bắt được khi lòng sông đang động. Tùng choàng tay ôm Ngọc, tiếng nói đều đều mà ngân vang trong đêm vắng. Ngọc không biết ai là hung thủ đã giết mình, là lỗi ở con. Con chỉ sợ em ấy nói ra sẽ đau lòng, định giấu kín chờ công an vào cuộc. Thật ra con và Ngọc không phải như lời đồn bên ngoài. Chính Gà đã đâm đặt vụ việc khó nghe như vậy. Từ lúc quen Ngọc trên mạng, con đã biết em ấy bị khiếm khuyết đôi chân. Tụi con đã kết làm anh em, chia sẻ vui buồn. Hai chú thử nghĩ xem, con với tư cách là giáo viên cấp 3, con có thể lợi dụng lòng tin của một cô gái bất hạnh mà giở trò đòi bại hay sao? Ông Sáu nghe tới đó vội vã ngắt lời Tùng mà hỏi dồn. Con nói sao? Con là giáo viên cấp 3 hả? Con dạy ở đâu? Ở quê quán ở đâu? Ở hiện đang sống với ai? Dạ đúng rồi, con dạy ở Cần Thơ, quê ở đó. Ba con mất lâu lắm rồi, con cũng không còn nhớ mặt nữa. Chỉ có một mẹ một con nương tựa nhau. Mẹ con học cái giá mà ở vậy nuôi con, nên con phải báo hiếu cho mẹ
mà chưa tính chuyện lập gia đình. Ông Sáu nghiến răng, rít lên. Khốn kiếp, vậy mà Ngà nói con không có nghề nghiệp và quê ở Cà Mau. Nó muốn đánh lạc hướng điều tra mà. Tùng nhếch môi cười nhạt. Vấn đề là ở chỗ đó đó chú. Hôm đó con hẹn với Ngọc sẽ đến nhà thăm em ấy. Tụi con là anh em, là bạn bè, tới thăm nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà, phải không chú? Ngọc nói em ấy đã đang cho mẹ con cái áo lạnh, dịp này sẽ gửi tặng. Nhưng khi Ngọc kể cho Ngà nghe cái ý định của con thì Ngà ra sức ngăn cản, nói là con thì đẹp trai, có nghề nghiệp cao quý, không dạy gì dính vô cô gái tật nguyền như Ngọc. Nếu Ngọc đồng ý cho con tới nhà thì sẽ gặp phản ứng của cha cô ấy liền. Chỉ bằng cứ hẹn ra ngoài gặp để chính Ngà nhận định tư cách của con. Nếu thấy ổn thì mời về nhà sau. Ngọc nghe hợp lý nên hẹn con tới chỗ đó. Chỗ đó là chỗ nào con đâu có biết. Trong khi con kêu Ngọc cứ đến quán cà phê, Ngọc gửi định vị cho con. Sau này con mới biết đó là do Ngà gửi. Ngọc không biết và cũng không rành sử dụng định vị. Còn tới chỗ đó thì không thấy ai. Cho một hồi con nghe có tiếng rú kêu lên thảm khóc của một cô gái. Linh cảm có gì đó xảy ra cho Ngọc. Con bèn phóng chạy đến nơi thì thấy Ngọc đã nằm bất động trên vũng máu rồi. Chiếc xe lăn nhăn qua một bên, thanh sắt chống sườn xe đã bị Ngà rút ra. Tài á còn lầm lầm thanh sắt đã đâm thủng tim của chị mình. Miệng ngân rít lên. Chị đừng có trách tôi. Mặc dù cha nói để chị có con sau này nhờ cậy khi già, nhưng tôi tin rằng không thằng đàn ông nào chịu lấy chị, dù là qua đường đâu. Chỉ có thằng Thiềm, nhưng chị không thích nó. Sau này cha mẹ mất hết rồi, tôi phải cưu mang chị sao? Chồng con tôi tội gì phải chăm sóc cho chị trong những ngày cuối đời? Chắc chắn sẽ có ngày đó, ngày mà chị không thể tự chăm sóc mình, ngày mà chị ỉa trây đái dầm. Chị sẽ làm phiền cho gia đình riêng của tôi. Chưa nói nếu như chị lấy bậy mà có đứa con thì cha sẽ chia cho chị nửa phần tài sản đất đai. Chị sống trên đời cũng đã mệt mỏi với bản thân mình và mang đến phiền phức cho người khác lắm rồi. Sống vậy cũng đủ rồi chị. Không phải tôi không thương chị, nhưng mà tôi phải lo cho tương lai của mình nữa chứ. Nếu như chị lành lặn như người ta thì nhà mình chỉ có hai chị em thôi. Tôi bằng lòng với sự sắp đặt của ba mẹ mà không hề kêu ca. Nhưng chị bây giờ và sau này là gánh nặng của tôi. Đừng có trách tôi độc ác và nhẫn tâm. Tôi sẽ cầu nguyện cho chị kiếp sau đầu thai làm người khỏe mạnh, bình thường và xinh đẹp. Trời ơi, con sởn da gà hết đó hai chú ơi. Trước mặt con là con quỷ đội lốt người. Những suy nghĩ bất nhân như vậy mà á cũng nghĩ ra. Rồi vì lợi ích cá nhân của mình đành đoạn xuống tay hạ sát ruột thịt. Người như vậy sao có thể để nó sống yên được chứ chú? Cho nên con bước ra, con hét vào mặt ả. Thật là kinh khủng. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được một cô gái mặt mày xinh đẹp như thế này mà bụng rắn rết như cô. Mau mau theo tôi về tử thú. Pháp luật sẽ trừng phạt con người ác độc dám sát hại chị mình vì lý do nghe nó thật hèn kém. Ả hết hồn nhìn con đó chú. Lúc đó trông thật tội nghiệp mà cũng thiệt là đáng khinh. Ả quỳ xuống kêu con hãy làm ngơ đi, xem như chưa từng thấy và chưa từng có mặt ở nơi này, cũng như chưa từng hẹn gặp Ngọc. Rồi Ả thú nhận định vậy là do Ả gửi cho con. Ả định thực hiện tội ác xong sẽ đến đời nói với con là Ngọc hứa lụi chứ không dám đến. Nghe về trình mặt ả lúc đó, con chỉ muốn nhổ vào. Mặt ả ta giống như một diễn viên vậy đó hai chú. Tự nhiên cái đứng bật dậy, thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, thay đổi thái độ luôn. Ả cười gằn. Anh có thể bỏ qua chuyện này không? Em sẽ lấy thân báo đáp cho anh. Trời trạng đến vậy là cùng đó chú. Con cực kỳ, con khinh bỉ.
Giờ phút này mà cô còn có thể nói ra được mấy câu đó sao? Cô không nghĩ là tôi khinh ghét cô lắm sao? Anh chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là im lặng và cưới em. Chỉ có em là vợ anh thì bí mật này mãi mãi được giữ kín. Hai là sẽ đi theo chị Ngọc để hai người nói là duyên nợ. Anh tin đi, kiếp sau chị em sẽ không thực quyền như hiện nay đâu. Cô thật sự không thấy ân hận chút nào về điều này hay sao? Tại sao lại ân hận? Em đã cực khổ dành ra kế hoạch kỹ lưỡng như vậy. Nếu như anh không xuất hiện thì mọi việc sẽ êm xuôi. Anh coi, cả cái hố để chôn chị Ngọc em cũng đã chuẩn bị rồi kìa. Thiệt là kinh khủng đó hai chú à. Đúng là cái hố sâu hóng mà hôm đó em trai kia đã đào lên là do cô ta chuẩn bị từ trước. Sau đó còn nghĩ khi chùi xác Ngọc rồi, ả sẽ khóa bằng phẳng rồi dùng đòn bẩy mà bẩy tảng đá lấp lại. Nói sao cho vừa sự khinh bỉ trong lòng con đối với hạng người này. Con không đề phòng cô ta, không một chút đề phòng, vì con nghĩ cô ta có liều cách mấy cũng không thể động thủ với con được, vì không thể mạnh hơn con. Con ngờ đâu, con mới nói xong câu đi con phải theo tôi về đồn công an đầu thú, thì con nghe một tiếng ầm như trời giáng xuống đầu con vậy. Vậy là con bị đánh lén từ phía sau. Vậy là ả có đồng bọn. Con chết không kịp biết thủ phạm là ai. Ông hai phật la lên. Vậy là thủ phạm giết con đích thị là thằng Triền rồi. Nhưng con đã từ chối ngà, tại sao nó lại giết con chứ? Vì đó là kế hoạch của tụi nó đã tính trước rồi mà chú. Tụi nó sẽ cưới nhau nên gánh nặng của con ngà cũng là gánh nặng của thằng Triền. Thậm chí chúng đã nghĩ ra khi mà Ngọc có con sẽ được cha cho nửa gia tài. Đám này vừa tham lam vừa ác, đâu thể để nó nhớ nhơ ngoài dòng pháp luật được chút. Ông Sáu gãi gãi đầu, nét mặt đăm chiêu. Chú vẫn thắc mắc vì sao mà thằng Triền hay trên đồn công an có chân dung của nó để bỏ trốn chứ. Chuyện mới thất thì chưa có ai ra khỏi đồn kia mà. Chú Quỳnh bây giờ có cái gọi là điện thoại sao? Trên đồn có thằng Mảnh, thằng đó nó mê lại em của Triền, theo đuổi con nhỏ đó lâu lắm rồi mà không được. Tuy nhiên Triền ủng hộ nó nên nó ra sức lấy lòng. Nó điện thoại cho Triền hay đó chú. Hai ông già nhớ lại lại, công nhận cô ấy có khuôn mặt và thân hình rất là đẹp, da dẻ trắng muốt mịn màng. Ông hai đi theo ông Sáu chủ yếu là để quan sát nên ông nhìn thấy rõ hơn. Ấn tượng về cô gái này trong đầu ông là đôi bàn tay búp măng suông ống và khuôn mặt khả ái mỹ miều. Chắc chắn khi ai nhìn qua cũng sẽ phải quay đầu nhìn lại lần nữa. Thì việc tên công an Mảnh nào đó mê đắm là chuyện bình thường, nhưng tiết lộ bí mật nghiệp vụ thì nhất định phải bị kỷ luật rồi. Ông Sáu nhìn Tùng và Ngọc, thương quá đổi thương và cũng quá sức ngưỡng mộ hồn ma tự tìm ra sự thật cho cái chết oan uổng của mình. Ông hỏi giọng trìu mến. Làm sao mà con biết tất cả sự thật như vậy? Tùng cười chua chát. Bắt đầu từ lúc dòng con gặp được dòng của Ngọc, hai đứa con đều chết mà không biết ai đã ra tay với mình. Tuy vậy Ngọc cũng phần nào đoán ra, vì nơi vắng vẻ ấy chỉ có Ngọc và Ngà. Ngọc không nghĩ ra được Ngà giết mình bởi động cơ gì. Hai đứa con ở khóc với nhau cả mấy ngày liền, thân thể bị chia cắt khắp nơi nên không thể nào siêu thoát được, cũng không thể tập trung chút dưỡng khí mà xuất hiện trước mặt kẻ thù. Mấy tháng trời theo dõi các chú đánh cá trên sông, con nảy ra ý định là nhờ cậy và bàn với em Ngọc. Theo dõi thấy và biết chú là người cương nghị nên chúng con cố tình hiện ra cho chú thấy để chú hiếu kỳ mà gặng hỏi. May mắn thầy con được chú cảm thông và giúp đỡ, cuối cùng chúng con cũng theo chân chú rời khỏi chỗ này. Rồi cũng nhờ theo chân chú con mới phát hiện ra thằng Triền. Lúc mà
các chú tới nhà anh Thiệp. Con và Ngọc chỉ sợ anh ấy bị hiểu lầm nên cố tình nhập vào ảnh để diễn đạt rõ ràng hơn. Lúc anh Thiệp đến, nhìn thấy chiếc xe lăn bị bỏ quên nơi đó, linh cảm có chuyện chẳng lành. Anh khóc ghê lắm hai chú. Khóc xong rồi cái lầm lũi đẩy chiếc xe về, vì xe đã hư hỏng nặng nên ảnh giác luôn. Lúc đó hai đứa con cũng không thể theo ảnh về nhà được, vì chưa thể ráp toàn bộ thân mình và cũng chưa có dương khí để bay đi. Nhưng khi hay tin truyền bỏ trốn thì lúc đó con có thấy ung dung đi lại, nên để Ngọc ở đó tức tốc chạy theo hắn. Biết được chỗ hắn trú thần là một phòng trọ trên tỉnh nên con về dắt Ngọc theo. Đêm lại chúng con hiện ra kể tội triền, kể danh dách. Triền kiếp đảm thú nhận hết cả là hắn ta làm theo kế hoạch của Ngà. Nếu con không có mặt đúng lúc thì con chỉ là không gặp được Ngọc thôi. Nhưng vì con đã chứng kiến cho nên số mệnh con phải dừng lại ở đó. Hắn khai là đã đem sẵn dao bén chặt hai đứa con trai thành nhiều mảnh, giống như các chú đã biết rồi. Chính Triền chở đi phi tang, còn Ngà thì ung dung ra về. Từ hôm đó họ tránh gặp mặt nhau để không bị dòm ngó. Họ dự định khi Ngọc đi được 100 ngày, hồn vía siêu thoát rồi, gia đình Triền sẽ tới đánh tiếng cưới hỏi. Cái nhà và gia tài của ông bà Tư Chiến sẽ thuộc về vợ chồng họ. Ngọc nghe Triền kể mà khóc suốt luôn. Tham lam quá độ, vì chút tiền tài mà hại chết hai mạng người. Con hỏi đã sai lầm như vậy rồi sao lại giả mang đến nỗi chặt người ra nhiều mảnh, thì nó ú ớ không có trả lời được. Con buộc hắn phải về đầu thú và khai ra tất cả thì hắn khóc lóc xin tha. Nhưng con và Ngọc đã quyết rồi, hai đứa con cứ hiện ra khi vậy khi khác, khi là người với hình ảnh rõ ràng, khi thì đầu bay qua bay lại, tay chân thân hình mỗi nơi một chỗ, tiến về phía của hắn. Hắn kinh hoàng la hét trong đêm khuya, làm náo động cả khu nhà trọ. Tụi con cứ theo ám mãi. Cuối cùng hắn điên khùng như vậy, mãi cho đến khi chú nhà trọ đuổi hắn ra, thì con mới dắt hắn trong trạng thái điên khùng về nhà đầu thú. Bây giờ ở trên đồn sao rồi con? Con không có nắm được tình hình, vì nơi đó có thợ quan công, không có người quân tử như hai chú cho trong tuổi con nương, nên qua không có lọ. Nhưng con biết hai đứa nó đã bị tra hỏi và biệt giam rồi, chắc sáng mai là có tin tức. Chú nghe nói hai ngày nữa là tụi con mất đã 100 ngày, qua 100 ngày là phải đi đầu thai chứ. Hỏi xong, ông Sáu thấy lạnh người. Đây là lần đầu tiên trong đời ông tin có chuyện ma xuất hiện đòi mạng, và cũng là lần đầu tiên ông mở miệng nói đến hai chữ đầu thai một cách nghiêm túc. Trước nay ông không hề tin trên đời lại có ma, nhưng bây giờ giải thích sau đây, khi trước mặt là hai vong hồn đã chết tức tuổi đang trên đường đòi lại công bằng cho mình. Ngọc với đôi mắt thật là buồn, cô thở thẻ. Trước mắt con tha thiết nhờ hai chú nói giúp với ba mẹ con, khi cúng 100 ngày cho con, sẵn tiện giái cúng thêm cho anh Tùng. Vì chết ở đâu thì vong hồn ở đó. Ba mẹ con hãy tới hiện trường rước vong hai đứa con về. Hai chú nói giùm con và anh Tùng chỉ là kết nghĩa anh em, chứ chưa từng có lời ông tiếng ve gì với nhau cả. Sau đó nếu chú thương, nhờ hai chú đến nhà anh Tùng cho má anh hay, để sau này thờ cúng ảnh. Tội nghiệp bác gái, một mẹ một con, rồi đây bác sẽ sống ra sao? Ôi, đã là ma rồi mà tâm hồn vẫn trong sáng đầy ấp tình người. Đã là ma rồi mà nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của người đã chết. Ông Sáu và ông Hai không ai hỏi ý ai, đều đồng thời gật đầu và buông lời hứa sẽ thực hiện đúng với nguyện vọng của hai kẻ đáng thương. Tùng chớp mắt cảm động, rồi anh Phật cười lên vui vẻ. Thôi hai chú cứ yên tâm đi, con tin chỉ trong ngày mai mọi việc sẽ được phơi bày ra ánh sáng thôi. Kẻ ác phải bị trừng trị, thương là thương cho ba mẹ của em Ngọc và mẹ của con. Nhưng hai chú đã cực
với con nhiều rồi. Hôm nay sở dĩ con đến sớm là để khi nói chuyện với hai chú xong thì lòng sông cũng sẽ bình yên. Nước chảy xiết, chú Sáu thả lưới cũng sẽ trúng đậm vì đầu nguồn. Cuối nguồn đã không còn ai. Dắt một mớ đi chú, dắt một mớ kha khá bán kiếm tiền lộ phí mới giúp con được chứ. Xài vô tiền của hai chú còn áy náy lắm ạ. Ông Sáu cười kha kha. Thôi khuya rồi, làm biến rồi bầy ơi. Chú mà làm biến gì chú? Ngại chứ gì. Chú giúp con á thì con cũng phải tìm cách trả lại chứ. Thôi con đi đây. Bây giờ phải đi nhát con Ngà, để mai nó tự nguyện nói ra. Con nhỏ này nó lẻo lự lắm, chối phần mọi việc. Không khéo nó đổ hết cho thằng Triền á chứ chẳng chơi. Tùng và Ngọc cúi đầu lễ phép chào hai ông già, rồi thoát một cái, lướt đi êm ru trên sông, bay về phía hiện trường xảy ra cảnh giết chóc và mất dạng. Đêm đó, sau một lúc do dự, thì quyết định thả lưới. Đúng là hai ông già thu hoạch mẻ lưới ngoài sức tưởng tượng. Ông hai càng tin vào chuyện ma đền ơn và báo quán mà trước đây khi nghe nói, ông chỉ cười trêu. Sáng lại, không có điện thoại của vệ, hai ông cũng mon men tới xã Tàn Dù, vào thẳng đồn công an, gặp trưởng đồn chính là vệ ra tiếp hai ông. Vệ kể, con Ngà cả ngày hôm qua, dù thằng Triền đã tự thú, nhưng mà nó cứ chối đầy đẩy. Nó nói chị ruột của nó mà, nó là người chứ bổ súc sinh hay sao á, mà làm chuyện trời không dung, đất không tha như vậy. Rồi nó kể thằng Triền sau này đổ đốn ăn nhậu bê tha, để theo người ta làm cái nghề đâm heo thuốc chó, không thích hợp với nó nữa, cho nên nó chia tay thằng đó lâu rồi. Còn vì sao mà Triền giết Ngọc và Tùng thì nó không hiểu nổi. Nó lý giải thì cũng có lý lắm. Nói là gia đình nó khá giả, chỉ nó có theo trai sinh con, rồi bị hắt hủi trở về, thì cũng không ảnh hưởng gì nó, mà lại nhẹ gánh cho nó sau này. Ông Sáu cười bí hiểm, rồi kể cho vệ nghe toàn bộ câu chuyện Tùng và Ngọc nói với hai ông. Vệ tròn xoe mắt kinh ngạc, cứ lè lưỡi lắc đầu hoài. Tới chuyện công an mảnh điện thoại mật báo cho Triền, thì vệ tức giận vỗ bàn, gầm cừ. Thằng này khiến khổ đây mà. Chuyện này đâu phải chuyện nhỏ mà nó dám làm như vậy. Nó là công an, mà không biết công an có trách nhiệm bảo mật vụ án hay sao. Còn chuyện của Ngà, chú yên tâm đi, lát nữa nó sẽ tự thú thôi. Tùng và Ngọc có cách của họ rồi. Con cũng mong nó đi tự thú để khép lại cái vụ án này. Thiệt tình nếu không có hại chú thì chắc gì sự thật được phanh phui. Đang nói chuyện thì một công an viên đến hớt hải nói với vệ. Cô Ngà như phát điên, nói cái gì mà chị ơi tha cho em đi. Em biết sai rồi, chị đừng có nhắc em nữa mà. Có một câu mà nói hoài như vậy đó. Rồi bây giờ cô kêu đập cửa phòng đòi tử thú kìa kìa. Vệ thích thú đưa mắt nhìn hai ông già rồi tấm tắc. Chú đoán việc như thần á. Còn đặt cách cho hai chú theo cùng để xem Ngà tử thú. Rồi ba người dắt nhau đến buồng tạm giam. Ngà đang đu vào cánh cửa, mắt thất thần, mặt đầy vẻ sợ hãi. Ông hai nhận thấy cô ta đã nhuộm tóc vàng hoe, khác với cách đây mấy hôm trước khi bị kêu lên hỗ trợ điều tra. Trời đất, trong thời gian này nhà đang có chuyện rối rắm mà cô ta còn tâm trí để làm đẹp như vậy. Nếu như tình cảm chị em của họ sâu đậm thì không ai lại đón nhận cái chết tức tưởi của chị mình một cách hờ hững như vậy được. Vệ chưa vội mở cửa để Ngà ra ngoài đối chất thì Ngà đã hét lên với giọng kinh hoàng. Máu chảy lênh láng kìa. Nhìn theo hướng tay chỉ của Ngà, không ai thấy gì. Vệ hỏi, máu ở đâu? Ở lưng và cổ của chị Ngọc và anh Tùng nữa. Trời ơi, chị có hai cái đầu mà sao máu muốn ngập cả phòng vậy? Sao mà nhìn em chị ơi? Em chỉ đâm sau lưng chị thôi, chứ đâu có chặt đầu chị ra đâu. Thằng Triền nó làm hết đó. Anh chị đi kiếm thằng Triền hỏi tội nó đi. Rồi Ngà vừa thụt lùi vừa khoát tay. Đừng chị ơi, đừng có nhát em. Anh chị làm ơn ráp cái thân hình lại đi. Có gì mà tay chân đầu mình mọi thứ một nơi cứ bay lố bay xuôi vậy. Em hối hận lắm rồi chị ơi, chị tha cho em đi.
sau này em không có lo lắng gì nữa. Em ân hận rồi, chị tha cho em đi. Chị đi đầu thai đi chị. Chẳng lẽ cứ làm ma dứt dưỡng hoài sao chị ơi? Ông Sáu nhìn Ngà, biết rằng Tùng và Ngọc đang hiện lên nhát ả. Ông lại lo ban ngày, nếu hai người xuất hiện quá lâu sẽ tiêu tan dương khí thì không gặp lại ông được nữa, bèn vội vã nói: Tùng Ngọc à, trừng trị nó nhiều đó đủ rồi hai con, coi chừng hao tốn dương khí. Tới đây thật sự đã được phơi bày, công an sẽ vào cuộc và làm tiếp những phần còn lại. Hai đứa về nghỉ ngơi để mai trở lại nhà Ngọc. Bây giờ hai chú sẽ đến gặp chú Thím Tư và trình bày ý của hai con. Sẽ nói chú Thím cúng 100 ngày cho Tùng ở đây luôn. Chú cũng sẽ minh oan cho mối quan hệ của hai đứa. Xong rồi hai chú sẽ đi Cần Thơ để gặp mẹ của Tùng báo tin. Con yên tâm đi, hai chú sẽ ở cạnh bà vài hôm để an ủi mẹ con. Mọi người nhìn Ngà mà đoán ra Tùng và Ngọc đang làm gì. Ngà tựa lưng vào tường, mắt mở lớn láo liền như đang theo dõi hai quan hồn. Ông Sáu có thể đoán được nên vừa diễn tả vừa thuyết minh cho ông Hai và Vệ nghe. Ông Sáu diễn tả thì ông Hai cùng Vệ hiểu hết. Khi hai hồn ma đã đi rồi, Ngà định thần lại nhìn ông Sáu lâm lâm mà hỏi: Bác cũng thấy họ phải không? Phải, tôi thấy trước cô nhiều ngày rồi. Chính vì được sự nhờ cậy của họ, anh em tôi mới tìm đến đây. Hôm rồi tôi đã nói với ba mẹ cô rồi, nói rằng cô Ngọc đã nhờ giá tôi mà. Nếu như có ai kể lại với tôi cũng không thể tin cô lại là người lòng lan giả thú như vậy. Con gái còn đứa mới từng tuổi này mà lại có gan giết người, lại là giết chị ruột cùng cha cùng mẹ với mình vì tranh giành tài sản. Loại người như cô sống cũng chỉ chật đứt và làm bại hoại xã hội. Không biết khi cha mẹ cô hay chuyện này thì họ sẽ ra sao. Có hai đứa con gái, đứa chị bị đứa em giết, đứa chị thì